chương 221, thiên đình truyền chỉ, đại thánh truyện, cần phải cấm. Thường, tại Kim Ninh tiếng gọi phía sau, nữ hoa lấy lại tinh thần đến, bình phục tâm cảnh, biến đến không có một tia mờ mịt. Thánh nhân lòng dạ như biển, có thể tại nàng nội tâm nhất lên gần sóng, có thể thấy đại thánh truyện mang cho nàng thế nào dạng xúc động. Bất quá cái này dạng xúc động, cũng chỉ là chuyển trong nháy mắt. Nàng nhìn về phía Kim Ninh, chậm rãi nói ra, cái này, đại thánh truyện ngược lại là rất có ý tứ, nói là cố sự, kỳ thực tuyên đoán, trong đó rất nhiều tình tiết đều ngầm hàm tương lai cảnh vật ngươi nhanh hạ giới đi đem cái này đại thánh truyện nghe cái hoàn chỉnh lại trở về cáo tri cho ta như có người đánh gãy hắn nói thư ngươi liền nói là ta ý tứ đi đi kim ninh dập đầu lĩnh mệnh hạ phàm mà đi cả cái hoa hoàng cung bên trong để một mình nương nương một người trong bóng tối thở dài này người có như này kinh thế thôi diễn chi đạo một độ thôi diễn ra hồng hoang đại khái đi hướng trình bày cố sự ẩn chứa hắn năm đó xa chí lớn hướng đến tục cùng là cái gì người đã không trọng yếu chỉ nghĩ là lưu cái tưởng niệm thôi lúc đó nàng tạo người thời điểm cũng chờ đợi sáng lập nhất tộc hợp hắn mong muốn là hướng về hòa bình chủng tộc chỉ tiếc thiên đạo không cho phép cuối cùng luân lạc thành người khác nuôi dưỡng chi linh thực tại đáng buồn nếu như này người có thể dẫn dắt nhân tộc đi hướng phồn thịnh hứa hẹn người người thành thánh người người bình đẳng cũng hoàn thành hắn một phiên tâm nguyện lại có lẽ này người liền là hắn chưa xong một đạo nguyện niệm sở hóa cuối cùng là tu thành đạo thể truyền thừa hắn tâm ý thi giáo hồng hoang. Nếu như thế, ở kiếp trước nàng tận mắt gặp hắn rơi vào địa ngục, vô luận như thế nào, cái này một thế nàng hội xuất thủ, giúp hắn truyền nguyện thiên hạ. Lại nói Kim Ninh một chuyến tam thập tam thiên, hạ giới đã đi qua mấy ngày. Mà liền tại cái này mấy ngày thời gian, đại thánh truyện liền bắt đầu từ thái hư thiên lưu truyền ra đi. Muốn cái này thiên, lại cũng che không được ta mắt, muốn cái này địa, lại cũng mua không được ta tâm, muốn cái này chư Phật, đều tan thành mây khói. Cùng vọng A, thật là cuồng vọng tới cực điểm không có nghĩ đến tại tiên Phật trưởng khống nhân gian thời gian, vậy mà còn có người dám làm cái này chúng tà thư, thật là hiếm thấy. Bất quá lão phu liền là khẩu vị nặng như vậy. Nhất là bạo đánh kia nhóm con lừa trọc, chính hợp ý ta. Bác Hải yêu sư cung, một vị dung mạo che lấp lão giả, nghe thấy phía dưới yêu quái giảng thuật đại thánh truyện về sau, cười lớn nói. Lúc đó kia hai tôn con lừa trọc, cướp hắn bồ đoàn, hại hắn mất đi thánh vị, vì này hắn ghi hận trong lòng, từ chưa từng quên mất. Làm gì được phương Tây con lừa trọc đều thành thánh, hắn khó dùng báo thù, chỉ có thể đè xuống oán hận. Hiện nay gặp có người làm cái này bản thần thư, lão giả đương nhiên là muốn hảo hảo ác tâm Phật môn một phiên. Thế là hắn gọi tới đồng tử, để người đem đại thánh truyện truyền xướng Bắc Hải, để chúng sinh đều hảo hảo nghe nghe Phật môn cùng thiên đình xấu xí. Đạp nát lăng tiêu, làm càng. Cái này một gậy, gọi kia chư thần đều hôi phi yên diệt. Người tuổi trẻ bây giờ, thế mà so chúng ta mấy cái lúc đó còn cùng ngạo, lẽ nào là lão phu rất lâu chưa xuất thế, theo không kịp thời đại rồi sao? ngũ trang quan bên trong một vị thân mang đạo bào lão giả nhìn qua đại thánh truyện bản sao về sau ấn lấy sợi râu mở miệng thư không tệ truyền xuống đi an nhàn quá lâu hắn cũng nghĩ nhìn nhìn thiên đình cùng phật môn nhìn đến cái này bản thần thư về sau hội là một bộ thế nào dạng trò hề chỉ tiết đây chỉ là bản sao cố sự còn không nói xong đằng sau khuyết thiếu một đoạn thiên đình nam thiên môn chín giờ tới năm giờ về tứ đại thiên vương chính nâng lấy một quyển sách nhìn đến say sưa ngon lành cái này bản đại thánh truyện, cái này nội dung bên trong có thể thật đủ kinh bạo. một cái hầu tử, vậy mà có thể đại náo thiên cung, đánh đến chúng thần đều rung rẩy, liền ngọc hoàng đại đế đều nằm tại dưới đáy bàn rung lẩy bẩy, quá sản. nhìn đến trên trời chúng thần kia xấu xí sắc mặt, ta liền muốn cười. đại ca, cái này dạng nói không tốt đi, suy cho cùng chúng ta mấy cái thế nào nói cũng là thiên đình người. đúng a, à, cảm giác đem chúng ta chính mình đều cho mắng. quản hắn làm gì, chúng ta vốn chính là tiệt giáo đệ tử nếu không phải là bị phong thần, linh hồn đi không thoát thân, còn phải chịu cái này điểu khí. Đại ca, cái này bản thư còn là lén lút xem đi, bị phát hiện có thể không tốt. Sợ cái gì, nhìn ít người, đừng nói chúng ta, ta đều gặp đến tam đàn hải hội đại thần cầm bản giống nhau như đúc thư, một bên nhìn một bên cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Liền thái bạch kim tinh tay bên trên đều cầm một bản, đều nói pháp luật không trách nhiều, ngươi hiểu không hiểu. Tiếp tục nhìn tiếp tục xem, không cần phải để ý đến hắn. Hạ giới, không ngừng có người chép sách, đem đại thánh truyện, truyền sướng. Liền cái này dạng một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, gần như chỉ cần là biết chữ, đều sẽ bản sao thư nửa bán nửa tặng. Một thời gian, đại thánh truyện lưu truyền cực lớn. Tây Ngưu Hạ Châu, Phương Thống Sơn. Hầu ca, hầu ca, nghe nói gần nhất bên ngoài có bản thư, lưu truyền cực lớn, muốn không ta đi tìm một bản cho ngươi xem một chút. Thanh Phong đồng tử một mặt hưng phấn đi đến Lạng Đào Sơn, gặp đến buồn bực Tôn Ngộ Không, gấp nói cho hắn cái này oanh động tam giới đại sự một quyển sách có cái gì đẹp mắt thanh phong a à, ngươi còn là hảo hảo tu luyện không muốn chần chừ như này tâm viên ý mã đạo thuật khó tin tôn ngộ không treo ở trên cây lười biếng nói cái gì thư đều không bằng sư phụ viết thư người khác viết hay hơn nữa trong đó bao hàm cũng không kịp sư phụ thư tịch một phần vạn cho nên nghe thấy ngoại giới có một quyển sách truyền đi rất hỏa tôn ngộ không một chút hứng thú đều không có ngược lại để thanh phong hảo hảo tu luyện Bồ đề lão tổ phong hắn tu vi còn cấm hắn đủ để hắn vô luận như thế nào tu luyện cũng khó dùng lưu tiếng, cho nên tôn ngộ không liền đem tất cả tâm tư đều đặt ở thanh phong thân bên trên, dạy hắn các chủng thần thông đạo thuật. Hiện nay thanh phong đồng tử, tại hắn bồi dưỡng phía dưới, cũng đã tu luyện tới thiên tiên cảnh giới. Nga nga! Thanh phong đồng tử thu liễm tâm tư, quyết định không trầm mê cái này bản thư, còn là chiếu theo sư huynh, hảo hảo tu luyện mới là. Bất quá tại nhìn đại thánh truyện, về sau, hắn tâm lý lại bắt đầu sinh đặc biệt quái ý nghĩ hắn cảm giác ở đại thánh truyện bên trong tề thiên đại thánh thật giống ngộ không sư huynh a à, như là thiên muốn đè hắn tất đạp nát cái này thiên như địa muốn ngăn chi tất đập nát cái này địa quả thực cùng sư huynh tính cách giống nhau như đúc nhưng cùng bên trong tề thiên đại thánh không cùng một dạng dựa theo ngộ không sư huynh tính cách hẳn là sẽ không theo tử hà tiên tử có cái gì thật không minh bạch quan hệ quản hắn đâu còn tiếp tục tu luyện đi đi linh sơn bên trong bạch liên đã cầm tới la hán quả vị địa tạng vương điều động mà đến tăng già lama cũng bị hắn nhẹ nhõm đánh bại thậm chí thành hắn dưới tay. Cái này thiên, gặp cái này vị tăng già Lama tập trung tinh thần liếc nhìn một quyển sách, liền để cái này vị tăng già Lama đem cái này bản thư đưa cho hắn nhìn nhìn. Làm nhìn hoàn chỉnh bản thư về sau, Bạch Liên khóe miệng hơi hơi nâng lên mấy phần ý vị sâu xa đường cong Mặc dù cái này đại thánh truyện không có trứ danh, nhưng mà hắn có chính thành chính nắm chắc có thể đoán ra viết bản thư người là người nào. Ngoại trừ sư phụ hắn lão nhân gia, còn có thể là ai? Tăng già Lama tiếp về đại thánh truyện, hướng bạch liên hành lễ nói tôn giả sư đà lĩnh vạn cổ nữ yêu thi ngược cần tôn giả xuống núi một chuyến đem nàng trấn áp ta đã biết bạch liên khẽ gật đầu nhìn xong đại thánh truyện về sau chợt cảm thấy thần thanh khí sản liền cùng mấy vị khác la hán tôn giả đồng thời hạ sơn muốn sang bằng sư đà lĩnh họa loạn chương 222, thiên đình truyền chỉ đại thánh truyện cần phải cấm hạ mà cùng lúc đó linh sơn dưới chân sư đà lĩnh một vị thân mang chiến giáp thắt eo sư mang mang thanh mau sư đầu yêu quái, chính liếc nhìn đại thánh truyện. Ngươi tại nhìn cái gì? Phía sau, một đạo băng lãnh, không trộn lẫn một chút tình cảm giọng nữ vang lên. Thanh mao sư tử quái hổ khu chấn động, liền vội vàng hai tay đem đại thánh truyện phụng lên. Hồi bẩm đại đế, cái này đại thánh truyện là tiểu súc từ một cái tiểu yêu quái chỗ kia phá rối đến, chỉ là nhàn đến vô sự nhìn nhìn, không có hai ý, còn mời đại đế xem qua. Hắn sở dĩ phản ứng nhanh như vậy, là bởi vì bị đánh sợ lúc đó hắn cùng hoàng nha lão tượng đại bằng kim sĩ điêu ba đại ma vương đồng thời thảo phạt cái này vị vạn cổ đại đế lại bị nàng giơ tay ở giữa trấn áp ấn tại địa ma sát thua ào ào kim sĩ đại bằng đánh không lại muốn chạy trốn đều bị nàng diệu thủ tấu hưởng tiếng cầm phế bỏ cánh đánh mất chạy trốn năng lực liền sở trường tốc độ có thể một cánh chính vạn dặm kim sĩ đại bằng đều trốn không được càng đừng nói bọn hắn cái này nữ nhân thực tại là khủng bố vô biên cơ hồ là phản xạ có điều kiện thanh mao sư tử quái cầm trong tay đại thánh truyện phụng lên tiếp qua đại thánh truyện vạn cổ nữ đế lật ra trang tên sách tinh tế đọc nàng một bên xem một bên nhẹ mở môi đỏ miệng bên trong khẽ sẵn giọng từng cái này thư bên trong miêu tả đồ vật lại là cùng sư phụ lúc đó nói cố sự tương tự đều là phản kháng vận mệnh cố sự a à. một bên thanh mao sư tử quái nghe nói trái cổ cổ động toàn thân mồ hôi lạnh nổi lên quả nhiên a à, cái này vạn cổ đại đế là có sư thừa người nếu không thế nào khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm liền cuộc khởi đến mức độ này. Đồng dạng là thái ớt kim tiên, nàng một cái người liền nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn ba người, gần như không cần tốn nhiều sức. Liền nàng đều lợi hại như vậy, nàng phía sau vị sư phụ kia, chỉ sợ là lợi hại đến không có biên giới đi. Còn là hảo hảo làm tiểu đệ của nàng, đừng nghĩ đến phản kháng. Dù nói thế nào, làm cái này vạn cổ nữ đế dưới váy thần, cũng so làm những kia âm dương nhân bồ tát tọa kỳ tốt, hắn mới không muốn bị những này bất nam bất nữ người cưỡi đến cưỡi đi muốn biết rõ tây ngưu hạ châu cái này loại địa phương liền cự tích đại yêu đều muốn quát lấy mông tài năng đào tẩu quỷ biết rõ những này bồ tát sẽ không sẽ đối hắn có ý tưởng cái này vạn cổ nữ đế tuy nói có điểm tàn bạo nhưng mà nàng ít nhất là cái bình thường yêu quái Húng chi vạn cổ nữ đế tương lai là có tu thành chuẩn thánh khả năng làm cái này vị nữ đế tử dân không sao biến thành tọa kỵ tự tại một phiên trong lúc miên mang suy nghĩ thanh mao sư tử quái hoàn thành tự mình công lược linh sơn đại lôi âm tự quan sát nửa bản bản sao phía sau như lai khí tức ủ dột chỉ gặp hắn mắt bên trong nhân quả phiền phức bắt đầu thôi diễn từng đầu nhân quả mạch lạc liên tiếp lấy tay bên trong bản sao liền nhau hướng ngoại giới mỗi một đạo nhân quả liên tuyến từng bước mở rộng cuối cùng hóa thành một bức bức họa từ cái này bản thư bên trên hắn nhìn đến bất kể bình dân bách tính còn là yêu quái chúng sinh tại nhìn cái này bản thư phía sau gia tăng trên người bọn hắn thiên địa quy tắc đều buông lỏng rất nhiều từ này bọn hắn tu vi ngày càng thêm sâu theo lấy thôi diễn như Lai thậm chí có thể quan sát đến tương lai, đọc qua cái này bản thư sau chúng sinh vạn tượng. Khi là yêu vương khắp nơi đi, nhân tộc đại năng hoành hành, thần tiên không bằng chó thời đại. Liền là linh sơn chư Phật đều lại cũng vô pháp trấn áp bọn hắn. Sở dĩ muốn kiềm chế nhân tộc còn có yêu tộc, là bởi vì cái này phiến thiên địa, linh khí đã cực kỳ mỏng manh, cùng phong thần thời kỳ hoàn toàn vô pháp cùng đưa ra so sánh nhau. Cung dưỡng thần tiên cùng chư Phật đã cố hết sức, lại cung dưỡng ra vô số yêu quái cùng nhân tộc cường giả, thế nào chịu được cả cái tam giới, sẽ hội loạn cả một đoàn. Bọn hắn chèn ép nhân tộc cùng yêu quái cuộc khởi, đây là vì cả cái hồng hoang tốt. Như là người người tu đạo, người người thành tiên, tam giới tài nguyên hội bị nhanh chóng hấp thu trống không? Cái này bản đại thánh truyện, như không bị hạn chế, dùng không bao lâu, tam giới tất sẽ đại loạn, hồng hoang lại sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Đến lúc đó, còn muốn Phật môn làm cái gì? Còn muốn thiên đình làm cái gì? Cái này không phải là không có vết xe đổ. Lúc đó thông thiên thánh nhân, giáo hóa chúng sinh, để tu tiên giả trải rộng hồng hoang, thông vệ vô tận tài nguyên, vô số sinh khí. Hắn làm đến tiệt giáo đại đệ tử, đối này sâu có cảm ngộ. Chính là bởi vì tiệt giáo quá mức bề bộn, nuốt chiếm hồng hoang quá nhiều tài nguyên, mới dẫn đến phong thần chi họa. Mà hiện nay, cái này bản thư như không ngăn lại, chỉ sợ sẽ thành vì tân phong thần chi hoạn. Không thể không quan sát. Liền lệnh người viết một lá thư, mang đến thiên đình đi. Như Lai không tin tưởng, hạo thiên đại đế như gặp cái này chủng đầu mối, hắn còn có thể ngồi yên. Sát theo đó, hắn để quan thế âm lĩnh Phật chỉ, mang ba ngàn Phật đà, năm trăm già lam, chỉ cần cùng thiên đình nhân viên gửi tới một chỗ, nhất định có thể mét vuông. Kỳ thái hư thiên. Thiên đình, linh tiêu bảo điện. Tiên khí như mây. Tại thiên đình các chỗ, thụy thải tự vũ, tràn ra tại bảo điện phía trên, càng có kim quang dũng động, chiếu rọi chư thiên. Lúc này, linh tiêu bảo điện bên trong, các lộ tiên thần liệt kê. Ngọc Đế nhìn qua từ lý tỉnh chỗ kia trình lên, đại thánh truyện, tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy cái này viết đại thánh truyện thật người quả thực không xứng làm người lại đem hắn viết sách thành một tên hèn nhát gặp kia tề thiên đại thánh liền muốn nằm tại cái bàn hạ run lẫy bảy hèn nhát cái này để ngọc đế làm sao có thể nhịn một bên thái bạch kim tinh cái trán đổ mồ hôi không biết rõ nên nói cái gì cho phải bạch liên a bạch liên ngươi cái này sư phụ khuyên náo lớn như vậy cái này lần thế nào giúp ngươi nói lời nói cũng vô dụng thôi thái bạch kim tinh không còn gì để nói Ngươi nói nếu là một chút không có ý nghĩa tiểu sự tình, hắn còn có thể giả bộ ngớ ngẩn, nói hai câu lời hữu ích. Có thể ngươi sư phụ trong sách này viết chữ chữ rõ ràng, để hắn không có nửa điểm hồ lộng qua khả năng. Cái này có thể thế nào là tốt. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, chỉ nói Thái hư thiên sinh tử do mệnh, hắn thật giúp không được a. À? Thế nào giúp? Đều cái này dạng leo lên đầu, hắn còn có thể nói cái gì? Nếu là thiên đình không xuất binh, đó mới là có vấn đề. Thiên đình bên trong chủ chiến phái cũng không ít, số lượng rất nhiều như vũ đức tinh quân loại này vũ quan thành ngày đều kêu đánh kêu giết cái này dạng cổng nhục thiên đình không trấn áp ngươi trấn áp người nào liền đại tần quốc lúc này đều thành thứ yếu mục tiêu mà lúc này phía trên một đạo to lớn vô cùng thanh âm vang lên phong lý tỉnh vì hàng ma đại nguyên soái na tra kim tra một tra vì phụ điều sáu bộ thiên thần mỗi bộ ba ngàn ba quân mỗi quân một vạn thiên binh liên hợp phật môn đem tung tin đồn nhảm sinh sự tình nghịch thượng thương thái hư thiên trấn áp đồng thời để tà thư đại thánh truyện không được tại tam giới lưu thông. Bất kỳ cái gì lật xem tà thư sinh linh, toàn bộ truy nã quy án. Từ đây, tam giới bên trong, lại không còn thái hư thiên địa danh. Chương 223, sau cùng bài học, thượng Thiên đình cùng Linh Sơn hợp chỉ rất nhanh chiêu cáo tam giới, trên bầu trời vang vọng. Tất cả sinh linh, đều có thể nghe đến thượng thiên ý chí, đại thánh truyện, không được tại tam giới lưu thông. Một ngày phát hiện quan sát tà thư, đều muốn bị bắt vào trong thiên lao, vĩnh thế thoát thân không được. Nếu như tư tàng này thư, còn phản kháng thiên điều, giết không tha. Tuy nói thiên đình cái này công kênh cơ cấu, xử lý sự tình tốc độ rất chậm, có thể một ngày đến mặt mũi bước ngoặt đại sự, thì sẽ dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp. Do thiên bồng nguyên soái cực kỳ ba vị phụ tá thiên du nguyên soái, dực thánh nguyên soái cùng xe lửa linh thái độ quan liêu binh, một ngày phát hiện có người đọc ra hoặc tư tàn tà thư, liền đem người bắt lấy. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ tại thiên cung phía trên dùng cố gắng quét nhìn tam giới, lắng nghe bát phương, càng có tiên quan đỡ chiếu yêu kính thị sát bốn đại bộ châu, đem tam giới đều chiếu lên sáng trưng. Bất kỳ cái gì sinh linh, tại cái này chủng dò xét phía dưới đều không chỗ che thân. Mà Phật môn cũng điều động tha tâm thông, thiên nhãn thông các loại Phật môn sáu thông người, trợ giúp thiên đình giám thị tam giới, không lưu bất luận cái gì góc chết. Đến mức hàng ma đại nguyên soái, hắn có càng trọng yếu nhiệm vụ muốn làm. Thiên đình đại động tác, huyên náo tam giới lòng người bàn hoàng. Nhân loại còn tốt, bị thiên binh bắt đến lật xem đại thánh truyện, bình thường thiên binh cũng sẽ không lãng phí thiên lao vị trí đi nhốt bọn hắn, suy cho cùng chỗ kia bình thường cái giam giữ cùng hung cực ác chi đồ, không đáng dùng trên người nhân tộc. Cho nên bọn hắn dùng một chủng tên là đại ký ức biến mất kỹ thuật thần thông, đem nhân loại ký ức trong nháy mắt tiêu trừ, lại đem thư tịch thiêu hủy, liền vạn vô nhất thất. Nếu như là yêu quái bị bắt, kia thiên đình có thể là sẽ không cái này nhân từ. Yêu quái, không có nhân quyền. Chỉ cần phát hiện có yêu quái nhìn qua, đại thánh truyện, dù cho ngươi dơ hai tay lên cũng là phí công, phàm là thiên binh cho rằng ngươi đối bọn hắn có uy hiếp, liền hội đem yêu quái nháy mắt đánh chết, không lưu người sống. Không ít liền chữ đều không biết yêu quái, cũng bị thiên binh tư sống giết, không thể thở nổi. Ngoại trừ những kia tu vi cao thâm yêu quái, hoặc là có bối cảnh, tam giới yêu quái đều sẽ nên đón một tràng tai bay vạ gió. Đến mức tất cả người đều xem là lượng kiếp lập tức đến đến. Mà hồng hoang bên trong đại năng giả, cũng bắt đầu có chuẩn bị. Xỉn giáo, ngọc hư cung. Thập nhị kim tiên bên trong có thể tồn sáu vị, đều lại bàn luận ngoại giới sự tình, chỉ nghe nói thiên đình tại chỉnh đốn binh mã, Bắt lấy hạ giới mạo phạm thiên điều người, mà ngọn nguồn vậy mà là bởi vì một quyển sách. Thiên đình cùng Phật môn là một thể, thiên đình trước động, Phật môn theo sau liền đến, như thế đại đồng can qua, chỉ bất quá bởi vì một bản như đại thánh truyện. Lời nói cái này bản thư, chư vị sư huynh đã xem chưa? Cảm nhận được ngoại giới rung chuyển, diễn giáo kim tiên đều tâm lưu lo lắng, khe khẽ bàn luận lên đến. Cái này thời điểm, đại sư huynh quản thành tử đi ra, đối chúng có người nói, sư tôn nói, lượng kiếp đã đến tốt nhất không nên ở chỗ này sự tình xuống núi, miễn đến đồ tăng tai họa. Vâng, sư huynh. Đám người gật gật đầu, đều bằng lòng xuống dưới. Cùng lúc đó, Thái Dương Tinh. Quá ngày thần điện bên trong. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền ra, ngươi hạ giới một chuyến đi, cái này thiên địa không khí ngưng trọng rất nhiều, lượng kiếp sắp đến, đem lục nha mang về đến, đừng muốn để nàng lại tinh nghịch xuống. Vốn cho rằng cái này nha đầu chỉ là hạ giới chơi đùa, mệt mỏi đói liền hội trở về, không nghĩ tới đi gần nửa năm, đều không có về tổ. Hiện nay thiên địa khí cơ ngưng trọng, cự ly đại kiếp không xa, Lục Nha lại còn chưa hóa hình, thật là khiến người lo lắng. Còn là phải nhanh chóng đem nàng tìm về mới là. Ừm. Lục Áp không nói thêm gì, xuống hạ giới. Này lúc, Thái hư thiên. Đến từ tứ hải bốn châu yêu quái tập hợp, to lớn thái hư thiên bên ngoài bãi, hoặc ngồi hoặc đứng, phủ đầy yêu quái, số lượng gần như đạt đến mấy vạn chi. Trong mắt thế nhân, yêu quái đều là tố chất cực thấp, không thông người tính ngu muội tồn tại. Một ngày yêu quái tập hợp quá nhiều, tất nhiên sẽ nháo lật trời. Mà ở Thái Hư Thiên bên ngoài bãi bên trên yêu quái, lại hết sức yên tĩnh, tự giác tìm đất trống ngồi xuống, không có lớn tiếng hô hào. Ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, nhân loại cũng đến không ít, đều là tự nhiên có thứ tự, hoàn toàn không có huyên náo. Bởi vì Đại Thánh Truyện đã đến sau cùng một màn. Hắn đời này, nhất định phải đấu, chiến, thắng. Hắn hóa thành một vệt kim quang, xông phá trời cao, thẳng hướng cái kia tại thiên cung độc ác yêu hầu, thật giả đại thánh tại lăng tiêu bảo điện trước, đánh đến kim quang chiếu rọi, ngay cả nhật nguyệt sao trời đều là mất hắn huy. Nhưng mà giả đại thánh thực lực, không thua kém đại thánh, bọn hắn ngang sức ngang tài, tinh thần càng phát phấn chấn, chiến đến thiên địa u ám, này lúc như lai tại hư thiên phía trên, trong bóng tối đánh lén, dùng ngũ chỉ sơn trấn áp giả đại thánh. Có thể kia từ không nhận thua yêu hầu, lại bạo nộ lấy dãy dụa mà ra, đại sơn băng liệt, cự thạch trung rơi, hắn muốn hướng kia chí cao chi thiên, hướng những kia quan sát thương sinh, trong lúc nói cười nắm giữ người khác vận mệnh thần Phật, vung ra sau cùng một gậy. Chỉ tiếc, đại thánh xuất thủ, đem kim cô bỗng vung vẩy ra một đạo hoa lệ đường vòng cung, hoàn thành sau cùng bổ đao. Làm giả đại thánh bị đánh chết, đại thánh dùng người thắng tư thái đứng vững vàng trên chiến trường, lại phát hiện chư thiên thần Phật, đều phát ra âm mưu được như ý cuồng tiếu. Bọn hắn tức tiếng cười to, cả cái thiên địa, đều tràn ngập lấy tiếng cười của bọn hắn. Đại thánh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia giả đại thánh tay bên trong, bất ngờ nắm một đầu màu tím khoát khăn, kia là tử hà tiên tử, từng tự tay giao cho hắn tính vật. Dưới đài, chúng yêu đều là sôi trào đại thánh giết chết giả đại thánh vậy mà là thật khi hiện tại đứng tại trước mặt mọi người đại thánh lại là cái gì người hay là nói cái này hai cái đều là thật càng khí là giả đại thánh bị đại thánh chém giết cả cái thiên đình lại đối hắn mệt mỏi cao công làm như không thấy làm kia an thiên đại hội lúc cũng không mời hắn liền tại tân huyền nghi xuất hiện lập tức đem cố sự đẩy lên cao trào lúc thái hư thiên bên ngoài bạch vân phiêu đảng có thể tại bạch vân phía trên lại là kim quan mênh mông không tổn thương mười vạn thiên binh thiên tướng từng cái sẵn sàng ra trận hắc kỳ rõ ràng nhưng mà gặp hoàng phong cuồn cuộn che trời tối tử vụ bừng bừng kim quan bên trong tứ đại thiên vương ngũ phương yết đế đều tại thiên vương tổng chế yết đế điều binh lý tỉnh nắm giữ chủ soái để na tra cự linh thần làm trước bộ tiên phong la hầu tinh đi đầu rà soát lại kế đô tinh theo sau ngũ hành tinh cửu diệu tinh chia nhóm hai bên đại lực thiên đinh mười phương quỷ tướng bày trận tại về sau lục đinh lục giáp theo hầu tứ độc long thần đằng vân dị thập bát tú giá vũ càng có các lộ thiên binh thiên tướng ba vạn, khí thế bừng bừng thẳng. Hướng Thái Hư Thiên tới. Lý Thiên Vương truyền lệnh, lấy chúng thiên binh bày trận, muốn đem Thái Hư Thiên vây nước chảy không lọt, cũng bố 18 chiếc thiên la địa võng, muốn đem soạn viết đại thánh truyện, kiêu sư bắt. Mênh mông thiên binh khí tức, rót thành lục, cuồn cuộn bừng bừng, giống như pho tượng, hung sát sát, ác bừng bừng, khí thế như uyên, gột rửa bốn phương. Bất kỳ cái gì yêu quái nhìn thấy một màn này, đều sẽ dọa đến sợ vỡ mật, lập tức quỳ xuống đất thần phục. Chương 224, sau cùng bài học, hạ. Liền tại cái này lúc, cảm ứng được cái này hết thảy kim ninh, nhớ mày. Không tốt, cái này đại thánh truyện, bên trong, có đối thiên cung cùng Phật môn bất lợi tư tưởng, chỉ riêng kia một câu muốn cái này chư Phật đều tan thành mây khói, liền chọc giận chư thiên thần Phật, bọn hắn muốn đến bắt lấy chu sư. Có thể nương nương muốn đem cái này, đại thánh truyện, nghe cái hoàn chỉnh, không cho phép người khác quấy rầy, mà lại liền kém sau cùng kết cục, vô luận như thế nào, đều đem bọn hắn ngăn xuống. Nói, Kim Ninh bay người lên thái hư thiên bầu trời, hư đạp ở không trung, xa xa đứng vững, chờ đợi lấy các phương thiên thần đến tới. Không lâu phía sau, liền gặp nơi xa kim quang đấu chiếu, nương theo lấy hàng phong ào ào, quái sương mù âm hiểm, lại gặp các chỗ tộc cờ bay màu qua kích sinh huy. Không cần nghĩ, tự nhiên là thiên binh đến. Cái này lúc, có ngư đổ tướng đi tới chủ soái, đi đến đài trước, đối lý thiên vương nói, thiên vương, phía trước thái hư thiên, có một yêu quái trấn thủ, nàng là. Cần hỏi cái gì, quản nàng là yêu quái gì, cùng lúc tiêu diệt. Vũ Đức Tinh Quân hỏa khí cực lớn, từ bên cạnh mở miệng nói. Còn lại như cự linh thần, mười phương quỷ tướng cùng với rất nhiều võ tướng đều gật đầu biểu thị tán thành, dùng bọn hắn cái này chủng phối trí, dù cho đại la thần tiên đến, cũng khó dùng toàn thân mà lui, còn sợ hắn cái gì yêu quái. Lý Tĩnh lập tức mở miệng nói, liền như đây, còn do dự cái gì? Không, cái này tuyệt đối không thể a. À. Ngư Đỗ tướng đầu lắc phải cùng đánh lúc lắc một dạng, chặn lại nói, trên bầu trời thái hư thiên trấn thủ yêu quái, là là nương nương dưới trướng kia đầu huyền thiên hỏa phượng. Huyền thiên hỏa phượng. Vậy mà là nàng. Chúng thiên tướng toàn bộ sững sờ, vạn vạn không có nghĩ đến, nương nương tọa kỵ thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Lý tỉnh Long mày nhíu lại, cũng là không ngờ tới sẽ xuất hiện cái này chủng tình huống ngoài ý muốn. Thánh nhân tọa kỵ, cho dù cảnh giới lại thấp, cũng không thể kinh thường. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Lý Thiên Vương nội tâm trầm tư, liền từ chủ soái đi ra, tay bên trên nâng lấy bảo tháp, chủ động lên trước bình thường đến nói, giống hắn cái này dạng hàng ma đại nguyên soái cũng không cần tự thân xuất thủ, rất nhiều yêu quái liền gặp đều gặp không được đến hắn một mặt, liền hội bị hắn dưới tay chém giết. Nhưng mà đã là huyền thiên hỏa phượng, là nương nương sủng tinh, hắn nhiều ít phải cho mấy phần mặt mũi, không thể tùy tiện phái cái võ tướng đánh nàng. Kim Ninh đạo hữu, biệt lai vô dạng a. Lý Tĩnh đi ra chủ soái, liền gặp đến phía trước một vị lạnh lùng phượng hoàng thiếu nữ, một mắt nhìn lại liền cảm giác cao lãnh phiêu miểu, bất cận nhân tình. Hắn mang lấy cười, cùng Kim Ninh lôi kéo làm quen. Như là người khác tới ngăn cản còn tốt nói, có thể này người thân phận thực sự không hề tầm thường, có thể dùng nói là nương nương trước mắt thân cận nhất sinh linh, thực tại không dễ thuê chọc. Nhưng mà đối mặt cái này Lý Tĩnh, Kim Ninh không cho hắn mặt mũi, chỉ là hái hắn một cái, liền nói, Lý Tĩnh, ta phụng nương nương mệnh lệnh, trấn thủ cái này thái hư thiên, mong ngươi nhanh chóng thối lui. Lời vừa nói ra, Lý Tĩnh khuôn mặt tươi cười lập tức trung lên. Phụng nương nương mệnh lệnh. Cái này thế nào khả năng? nương nương thanh tâm quả dục bất động phàm tâm nàng lão nhân gia thế nào hội nhúng tay cái này chủng sự tình lý tỉnh sắc mặt nháy mắt khó coi rất nhiều hắn nhìn về phía cái này phượng hoàng nhất tộc trưởng nữ ngữ khí trầm trọng mấy phần kim ninh ta phụng đại thiên tôn mệnh lệnh đến bắt chỗ này yêu sư cũng sang bằng cái này thái hư thiên cái này yêu sư là đại nghịch bất đạo người nương nương như biết cũng hội hạ xuống thần phạt diệt mong rằng đạo hữu đồng tình tam giới thái bình để chúng ta thông hành lý tĩnh nguyên lai tưởng rằng mình đã nói đến đủ hèn mọn hắn đường đường hàng ma đại nguyên soái lại muốn bỏ đi tôn nghiêm đối một đầu tọa kỵ lời tốt khuyên bảo đổi lại là cái khác yêu quái sớm diệt nàng như này hèn mọn lại không cho chút thể diện có chút quá mức đi nghe nói kim ninh lại cười nói lý tĩnh ngươi lại khuyên như thế nào nói cũng vô dụng ta là nương nương phụng mệnh hạ giới mà đến vì bảo hộ cái này thái hư thiên vô luận như thế nào chu sư đều đem cái này đại thánh truyện cả bản truyền xuống ngươi như là lại không lui binh đừng trách ta không khách khí nói nàng giơ tay mà bắt đầu một đạo hỏa diễm tại lòng bàn tay thiêu đốt huyền thiên hỏa phượng trời sinh nắm giữ một đám hỏa chi đại đạo thượng cổ tộc duệ chỉ cần huyết mạch đầy đủ thuần khiết đều có thể truyền thừa một tia đại đạo lực lượng đến ngàn ngàn vạn vạn thiên thần lại như thế nào cái này chủng cảnh giới chiến đấu trước giờ không phải dựa vào số lượng thủ thắng kim ninh không hề sợ hãi căm tức nhìn lý tĩnh không để mở chút nào lý tĩnh do dự hắn không phải sợ kim ninh thực lực huyền thiên hỏa phượng cố nhiên cường đại nhưng mà nàng chỉ có một người, hắn sợ hãi là hắn phía sau nữ qua thánh nhân. Thế nhân đều biết, nương nương là mang thù nhất, mà lại cũng có thể nhẫn nại nhất. Lúc đó đế tân đề dâm thơ, nương nương ghi hận bao lâu. Đổi lại là cái khác thánh nhân, quảng hắn 3721, dù cho bốc lên bị thiên phạt trừng phạt thân đại giới, cũng muốn diệt cái này đế tân. Nhưng mà nương nương lại không có để nhất thời gian chơi chết đế tân, ngược lại là chậm rãi chờ thương triều quốc vận tiêu hao hầu như không còn, đến cuối cùng mới ra tay. Như là bị nàng ghi hận lên, khi ngươi một đời đều muốn qua lấy như có gai ở sau lưng sinh hoạt, không có một khắc an bình. Mà lại trêu chọc thánh nhân thiên đình cũng sẽ không giúp ngươi, thậm chí hội coi ngươi là thành cộng tác viên đá ra đi, chính nghĩa cắt đứt. Cho nên cái này Kim Ninh, hắn là tuyệt đối không thể động. Một thời gian, cục diện ra vào dằn co. Mà thái hư thiên bên trong. Chu Huyền nói thư còn đang tiếp tục. Nguyên lai, cái này hết thảy đều là thiên đình tinh tâm an bài mưu sát. Thiên địa tạo hóa chi linh hầu, tâm bất tử thì thần bất diệt, không ai có thể giết chết hắn, ngoại trừ chính hắn. Chỉ đợi đại thánh giết chính mình, tu thành chính quả, thành Phật vấn tổ, liền lại không tề thiên đại thánh. Chính là bởi vì đánh phá ngộ không, chính quả chính là huyễn diệt, thành Phật liền là từ bỏ hết thảy, đã từng lý tưởng, nội tâm đại ái, quá khứ, trước người sau người sự tình, thành Phật sau đều cần quên mất, biến thành một tôn cao cao tại thượng Phật tố. Đại thánh phát hiện, hắn nhục thân tại nát bấy, ký ức tại sói mòn, hắn yêu người, gặp sự tình, toàn bộ như sóng lớn gõ đá huyễn hóa bọt nước hắn lập tức thành phật nhưng mà thiên sinh địa dưỡng linh hầu há hội liền này thần phục hắn quơ tay bên trong kim cô bổng hướng lấy thiên địa chí cao ý chí đập tới hắn dùng tận sau cùng sức lực hướng lấy thượng thiên gầm thét như lai ra đến đánh với ta một trận sau cùng hắn hóa thành kim sắc hỏa diễm nhào về phía trên bầu trời kia tôn băng lãnh phật tượng giống như từng con từng con khói lửa chiếu sáng đêm tối cái này thế giới hắn đến qua hắn chiến đấu qua hắn cũng không để ý kết cục dưới đài lúc này hoàn toàn yên tĩnh không có người nghị luận cũng không có người thảo luận bên trong kịch bản bởi vì bọn hắn nghĩ muốn thảo luận nội dung thực tại là quá nhiều quá nhiều kết cục này làm cho tất cả mọi người nội tâm đều có một cổ nói không ra cảm giác liền giống là khoáng thế hảo kiếp phía dưới tại khe hở bên trong sinh trưởng một nụ hoa bi thương bên trong ẩn chứa một chút hy vọng sống tất cả yêu quái nội tâm đều có thật sâu xúc động nguyên nhân chính là cảm ngộ rất nhiều đến mức không biết lời nói chu huyền thở vào nhẹ nhõm hắn rút cuộc đem cái này bản do đại thánh truyện nói xong từ vừa mới bắt đầu hắn liền nghĩ tốt muốn nói cái gì thư quá dài không tốt quá tối nghĩa không muốn tốt nhất muốn một chút chiều sâu mà cố sự chấn động nhân tâm để người nghe xong cố sự này về sau có thể một lần nữa đốt lên nội tâm nhiệt huyết nhìn đến cái này đại thánh truyện đã làm đến cái này một chút thư rốt cuộc nói xong cũng tính lại chu huyền một cọc tâm sự cái này là hắn tại thái hư thiên chuẩn bị sau cùng bài học nhìn giống như vội vàng trên thực tế hắn đã tâm tâm niệm niệm rất lâu Tại Thái Hư Thiên Lưu lại thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm nên rời đi hòn đảo nhỏ này, đi thế giới bên ngoài nhìn nhìn. Chương 225, Thần tiên yêu ma, chúng sinh bình đẳng, thượng. Theo lấy đại thánh truyện kết thúc, dưới đài vô số yêu tộc đều lần lượt hướng Chu Huyền thật sâu cúi đầu. Bọn hắn không giỏi ngôn từ, không biết nên như thế nào miêu tả nội tâm cảm xúc, đành phải dùng hành động đến biểu thị. Vạn yêu triều bái. Cái này là chỉ có tại lúc đó thời kỳ cường thịnh tiệt giáo cùng yêu đình mới có thể nhìn đến cảnh tượng. Chu Huyền đứng tại đài bên trên, nghe đến tiếng vang, đối phía dưới rất nhiều yêu tộc nói. Chư vị đều là phương xa đến khách, có lẽ là lần đầu tiên tới, có lẽ viếng thăm qua mấy lần, bất luận là cái gì chúng sinh linh, cái gì phương nhân sĩ, hôm nay ta chỉ dạy các ngươi một kiện sự tình. Chúng sinh nên như đại thánh, không quỳ thiên, không quỳ địa, không thần phục người khác, chỉ vì thiên hạ mệt mỏi chúng sinh mà không lưng, vì thương sinh phục vụ. Này sự tình nói nghe dễ dàng, có thể làm khó. Mong các ngươi mấy cái khắc trong tâm khảm. Đệ tử ghi nhớ vạn yêu gầm thét bọn hắn dùng chu sư đệ tử tự xưng tiếng chấn như sấm chu huyền giơ tay để quỳ ngồi toàn thể đứng dậy mấy vạn yêu tộc đều là đứng dậy không có nửa phần do dự bọn hắn nhìn về phía chu huyền từng cái mắt bên trong đều tràn đầy sùng bái quan mang nhưng mà kia chủng sùng bái cũng không phải mù quáng mà là ngưng tụ không thể lay động ý chí kiên định chu sư đệ tử có hỏi một chút còn mong giải hoặc này lúc phía dưới có một đầu tôm bự binh trạm ra đến nắm trong tay lấy một cái giường như đến từ u minh chỗ thần binh loại này lính tôn tướng cua, không một cái ngoại lệ đều là long cung tầng thấp nhất, là bị long cung, yêu vương, thậm chí là nhân loại bóc lột đối tượng. Bọn hắn có thể nói là các đại hải vực bên trong đê tiện nhất người, từ sự tình lấy bẩn thiểu nhất, thấp nhất lao động. Nhân loại bên trong nô bộc, kỹ nữ, con hát các loại, địa vị đều muốn cao hơn loại này binh tôn. Bởi vì bất kể là long cung hay là yêu vương, không chỉ có chỉ coi bọn hắn là làm xuống mấy người nhìn, còn coi bọn hắn là làm thức ăn. Cơ hồ là dùng hết khả năng, đem bọn hắn bóc lột sạch sẽ mời nói chu huyền điểm đầu để cái này vị yêu quái nói tiếp không biết tính là lưu còn là truyền thống lúc này đều sẽ có người nói lên vấn đề đối này hắn cũng sẽ làm sơ giải đáp thần phật cùng chúng sinh đến tục cùng khác nhau ở chỗ nào khi đầu lớn tôn mở miệng nói lên vấn đề như vậy hoặc là nói đây là tại chỗ tất cả yêu quái đều muốn chu sư có thể đủ giải đáp bọn hắn nghi hoặc đối với yêu quái đến nói bọn hắn trời sinh liền là bị áp bách tồn tại không chỉ nhân loại áp bách bọn hắn liền là đồng dạng yêu quái thậm chí đồng tộc yêu quái, đều rộng thấp tồn tại hiện tượng như vậy. Càng có ý tứ là, trên trời thần Phật đối bọn hắn áp bách cùng giết hại, sau so lên đồng tộc thậm chí đều phải ôn hòa không ít, có chút thời gian, đồng loại mới là bọn hắn sinh tồn tối đại địch nhân. Nguyên nhân chính là đây, đại đa số yêu quái chỉ có thể nhìn thấy đồng loại chém giết cùng tranh đấu, nhìn không rõ cái này thế giới vận hành phía sau tầng thấp nhất lo di cùng tìm hành quy thì. Rất nhiều yêu quái sinh ra liền cảm giác, thần vốn hẳn nên cao cao tại thượng, bọn hắn yêu quái liền nên là trầm luân đê tiện yêu quái cùng thần tiên, đều là cái này thiên địa ở giữa sinh linh, cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, lẽ nào thân vì yêu quái, liền không thể cùng giống như thần tiên cộng một ánh mặt trời, liền không thể hô hấp cùng một mảnh đại địa phía trên khí tức. Thần tiên tôn quý, lẽ nào liền có thể tùy ý nắm giữ chúng sinh sinh giết cướp đoạt. Chúng ta mấy cái sinh ra tự do thân, người nào dám cao cao tại thượng. Chu Huyền mở miệng, thanh âm phản như từ cửu thiên oanh minh, vang vọng cửu thiên thập địa. Lời nói bên trong ẩn chứa lực lượng, trong lòng mọi người nổ vang chư thiên thần phật cùng bọn hắn yêu quái không khác không có người sinh ra đê tiện cũng không có người sinh ra cao quý bọn hắn đều là tự tại thân người nào dám cao cao tại thượng phía dưới yêu quái giận dữ hét lên tiếng chấn cửu thiên trên bầu trời chư thần nghe đến yêu quái gầm rú toàn bộ sợ vỡ mật sợ hãi vạn trạng tiên phật sở dĩ có thể trấn áp yêu quái cũng không phải là tiên phật thực lực tổng hợp đại qua bầy yêu mà là yêu quái đều là một đám ô hợp chi chúng lại thêm bị thiên đình phân hóa dùng yêu chế yêu cái này mới có cục diện hôm nay. Nếu như yêu quái có thể chỉnh hợp lên đến, tuyệt đối là một cổ banh động tam giới lực lượng khổng lồ. Mà phía dưới, cái kia vị yêu sư vậy mà tập hợp mấy vạn yêu quái, để bọn hắn đồng tâm hiệp lực, đem đám người ô hợp này vặn thành một đoàn. Có lấy như này cũng bố lực hiệu triệu, là thiên đình kiên kỵ nhất. Mơ hồ ở giữa, chư thần còn nghe được phía dưới yêu ma, vậy mà lần lượt trống giận thần Phật cùng yêu quái không khác, cái này để chúng thần làm sao có thể nhịn thiên thần sở dĩ có cao hơn yêu quái thân phận và địa vị sở hữu ác đảo bất kỳ cái gì người phía trên ưu việt tính không chính là giẫm lên ức vạn vạn yêu quái cùng nhân loại mới có địa vị của hôm nay đê tiện như bụi bùng bình thường yêu quái sao có thể giống như bọn hắn chỗ cao trời cao liền như trên đời này thế nào sẽ có người để chó lên bàn ăn cơm kim ninh ngươi nhanh nghe nghe những này yêu quái miệng bên trong nói đến tục cùng là nhiều đại nghịch bất đạo lời nói để những này yêu quái lưu lạc tam giới tất nhưng muốn tạo phản bọn hắn muốn cùng thiên đình tranh quyền muốn cùng chúng sinh tranh lợi. Nếu như yêu quái cùng nhân loại, cùng thần minh cùng chỗ một cái địa vị, đối với tam giới đến nói hội là một trường hảo kiếp. Yêu quái là ghẻ nấm bệnh tật, thiên hạ không có cắt thịt đúc bệnh tật thuyết pháp. Phía trước Kim Ninh ngăn cản, Lý Thiên Vương thanh âm băng lãnh, cùng nàng nói. Hắn sợ dĩ không dám động Kim Ninh, là bởi vì binh quyền tại hắn bàn tay, bất kể thế nào mượn đau giết người, chỉ cần dám động nàng, nương nương liền hội ghi hận tại tâm, hắn lý tỉnh lại thế nào cùng vọng, cũng không chịu được thánh nhân chi nộ huống chi kim ninh thực lực còn không yếu như là lách qua nàng tiến công thái hư thiên kim ninh thì hội ở hậu phương công kích như này ba vạn thiên binh thiên tướng lại sao có thể chiến thắng thái hư thiên mấy vạn yêu chúng cho nên tốt nhất vẫn là hiểu chi dùng động tình chi dùng lý nói động đối phương cũng chờ đợi phật môn viện binh đến tới tốt một cái ghẻ nấm bệnh tật nghe thấy lý tĩnh lời nói kim ninh cười nói lý tĩnh ngươi cái này các loại lừa gạt tiểu nhi ngôn luận thiên hạ có mấy người hội tin lúc đó kia đế thích thiên vì thăm dò còn là phàm thân thích ca môn hóa thân lão ưng làm khó dễ phật tổ truy đuổi một cái bồ câu đến phật tổ thanh tu chỗ thích già mani có cứu hộ hết thảy chúng sinh đại bi nguyện vọng có phổ độ chúng sinh xả thân cứu sống đại từ bi hắn từng cắt thịt đúc bồ câu cho rằng bồ câu tính mệnh cùng hắn đồng giá hắn cáo tri thế nhân chúng sinh bình đẳng hết thảy sinh mệnh liền là đồng giá cán cân sẽ không bởi vì vì bao nhiêu cân lượng thịt mà cân bằng cái hội người đồng dạng làm đến sinh mệnh chỉnh thể mà cân bằng hậu thế phật môn tuyên truyền gọi là cái này là phật tổ đại trí tuệ đã Phật tổ có thể cắt thịt nuôi chim ưng, cho rằng một cái bồ câu tính mệnh cùng hắn đồng giá, vì cái gì các ngươi lại đem yêu quái coi là ghẻ nấm bệnh tật. Kim Ninh khí thế một thịnh, nghiêm nghị chất vấn Lý Tĩnh. Lời nói này, đem Lý Tĩnh đến á khẩu không trả lời được, hết sức khó xử. Hắn có Phật môn bối cảnh, Kim Ninh dùng cũng là Phật môn ngụ ngôn, chính cốt đánh trúng hắn uy hiếp. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, khuyên bảo thế nhân sinh mệnh đồng giá, báo trước chúng sinh bình đẳng. Như là Kim Ninh cầm thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại giáo điều đến càng hắn, hắn còn có thể phản bác một câu nói tiệp giáo hủy diệt, liền là hữu giáo vô loại hạ tràng, nhưng mà dùng Phật môn ngụ ngôn đến nhịn hắn, Lý Thiên Vương tự nhiên là phản bác cũng không phải, tán đồng cũng không thể. Cái này khéo mồm khéo miệng tiểu nương bì, còn là chờ Phật môn người đến, lại cùng nàng giảng đạo lý. Mà lại Phật môn phía sau có hai thánh giữ gìn, dù cho có Phật môn đệ tử thất thủ chém giết Kim Ninh, nương nương lại như thế nào tức giận, cũng không khả năng đem cả cái Phật môn cho dương cao. Chương 226, Thần tiên yêu ma, chúng sinh bình đẳng, hạ. Đang lúc này, nơi xa kim quang mênh mông, Phật âm nổi lên bốn phía. Có ba ngàn Phật đà, miệng bên trong đọc phản âm, đạo đạo Phật âm hội tụ thành Phật văn sở hữu không thể phá vỡ lực lượng, tất cả người đều là hô to A Di Đà Phật, đỉnh đầu hiển lộ thật lớn Phật quang, chiếu rọi chư thiên, những nơi đi qua đều là hóa thành một mảnh Phật quốc. Bên trong có một tôn đại Phật, xếp bằng ở bên trong, quanh thân Phật quang như hoàng kim, thân sau ngưng tụ ra một cổ cao lớn Phật tướng. Ngoại trừ quan thế âm Bồ Tát, này phiên lại vẫn đến dược sư Tôn Vương Phật dù là Kim Ninh, đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Tiểu nha đầu, ngươi lời nói này không đúng. Dược sư Tôn Vương Phật phản âm hát vang, có xuyên tim vào tai Phật âm vang vọng, làm cho tâm thần người hoảng hốt. Lúc đó thích già Mani cắt thịt nuôi bồ câu không sai, này ưng là đế thích thiên sở hóa chi sinh linh, gốc các nặng nề vô cùng, mà cái kia bồ câu, cũng phi phàm loại, dùng cái này đám sinh linh đi đối chiếu dưới đất yêu quái, liền như dùng châu ngọc đi càng thổ thạch, nơi nào đến khả năng so sánh. Vô cùng phản âm anh minh, để kim ninh có chút đau đầu muốn nứt cảm giác phật môn liền là ưa thích như đây một bên nói đại đạo lý một bên dùng thần thông muốn ngươi hoàn toàn thần phục quy y kim ninh sắc mặt biến hóa cảm nhận được gia tăng tại thân áp lực biến đến vô hạn dù là như đây nàng còn là nhìn ba ngàn phật đà cùng với bên trong ở giữa ngồi lấy kia tôn dược sư tôn vương phật âm thanh lạnh lùng nói phật môn không phải danh xưng chúng sinh bình đẳng đến hiện tại lại không nói bình đẳng rồi sao chúng sinh đương nhiên bình đẳng dược sư tôn vương phật đánh cái phật hiệu cười nói có thể điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải là chúng sinh ta phật xem trọng chúng sinh bình đẳng có thể cũng không bao gồm yêu quái a lời nói này để kim ninh thân thể rung lên nàng vạn vạn không có nghĩ đến phật môn vậy mà vô sĩ như vậy liền chúng sinh đều do chính bọn hắn đến định nghĩa người nào là chúng sinh sinh linh gì thuộc về chúng sinh toàn bộ do chính bọn hắn định đoạt cái gọi là chúng sinh bình đẳng nguyên lai thuần túy là do phật môn đến định nghĩa liền một bên lý tỉnh cũng thật sâu thở dài một hơi nguyên lai không muốn mặc còn có thể không muốn mặc đến cái này độ cao thật là thụ giáo hắn trong lòng cũng tại may mắn còn tốt hắn cùng phật môn là đồng đội như là cùng không biết xấu hổ như vậy người làm đối thủ kia thật là tú tài gặp quân binh dùng đầy bụng kinh luân cũng không cách nào nói lý đi dược sư tôn vương phật đối trước mắt kim ninh căn bản kinh thường chiếu cố dùng nàng tu vi thực lực khó dùng ngăn cản bọn hắn phật môn bước chân tiến tới nàng dám ngăn cản dược sư tôn vương phật cũng có thể dùng giả trang thất thủ phế nàng thánh nhân như trách cứ lên đến hắn cũng không sợ. Chẳng lẽ làm ta Phật môn không thánh? Cho nên hắn lực chú ý, không trên người Kim Ninh, ngược lại nhìn về phía nơi nào đó. Nguyên Lai còn chờ bạn đến, mau mau ra đi. Hắn hướng lấy thiên ngoại cao giọng mở miệng. Ai nha nha nha, không có nghĩ đến vẫn là bị phát hiện. Một vệt kim quang, từ thiên ngoại bay tới, gần như chỉ ở chớp mắt bên trong, liền rơi tại thái hư thiên phía trên. Đến người, để lý tỉnh cùng phía sau rất nhiều thiên thần đều là chi nhất chấn. Này người, chính là từng trợ giúp vũ vương phạt trụ cũng hiệp xiển giáo đấu tiệt giáo sau quy thuận ẩn thái dương tinh không hỏi người sự tình lục áp đạo nhân tại tràng rất nhiều thiên đình nhân viên đều biết hắn trong đó không ít hoặc là chết trên tay hắn hoặc là tại kỳ sơn một phương gặp qua hắn thi triển tuyển quỷ khó lường đạo thuật dù sao này người đến đến để phật môn thảo phạt tăng thêm bao nhiêu biến số dược sư tôn vương phật nói đạo hữu là đi ngang qua còn là cố ý đến giúp cái này yêu sư lục áp nhẹ nhẹ thở dài lắc đầu nói đã không phải đi ngang qua, cũng không phải giúp người, mà là tiểu nữ tại cái này thái hư thiên bên trong, ta muốn mang nàng rời đi. Nếu như thế, đạo hữu còn thỉnh tùy ý. Dược sư tôn vương Phật khách khí nói. Đã không phải đến ngăn cản sinh sự, Phật môn cũng không muốn cùng chi xích mít, cái này lục áp đạo nhân tại phong thần lúc là thiên địa ở giữa sau cùng một cái tam túc kim ô đã từng tại phong thần một trận chiến bên trong hiển lộ tài năng, thực lực không phải chuyện đùa. Liền là dược sư tôn vương Phật cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn. Bất quá tam túc kim ô nhất tộc, Sớm tại Vu yêu một trận chiến bên trong liền nguyên khí đại thương, chỉ còn lại sau cùng độc mầm, bọn hắn cũng không dám chảy quá lớn phong hiểm. Muốn biết rõ phong thần đại chiến cuối cùng quyết chiến, Lục Ác có thể là sớm liền thoát thân, thậm chí đem bảo vật đều tặng người, đủ thấy hắn đến hắn cẩn tiểu thận. Cho nên Phật Môn nhúng tay sự tình, khách hắn cũng không dám ra tay can thiệp. Lục Ác cũng nhẹ thở ra một hơi, không đánh lên cũng tốt, hắn chỉ cần đem nữ nhi mang đi, người khác quyết đấu sinh tử lại cùng hắn có liên can gì? Một bên Kim Ninh miếng môi một cái, muốn nói lại thôi, suy cho cùng người khác cùng ngươi không quen không biết, không có đạo lý muốn tới giúp ngươi đối kháng phật môn. cho nên nàng không có nói cái gì chỉ là trầm mặt. hiện tại tình thế đối nàng đối thái hư thiên rất bất lợi a. À. một thời gian ba vạn thiên binh ba ngàn phật chúng đều sĩ khí mười phần nhìn chằm chằm. chỉ đợi lục áp đạo nhân đem hắn nữ nhi mang đi liền trấn áp thái hư thiên, đem chỗ này triệt để tại hồng hoang bên trong xóa đi. có thể là tại chỗ này lúc nơi xa lại là một đạo lưu quan chợt hiện gần như chỉ là trong chớp mắt liền rơi tại trước mặt mọi người không đến một hơi thở quan cảnh chỉ gặp quan hoa tán đi một cái thân mặt thoa y dung mạo thô kệch đại hán đứng tại thương khung phía trên hắn bá khí liên tục xuất hiện bất động như sơn tráng tụ tập ở giữa giống như có phong bạo tập hợp tỉnh như giang hà xuất thế động hóa cửu thiên lôi đình giơ tay ném đủ ở giữa có một cổ từ lây hoàng vũ vô biên vĩ lực quy lâm thái hư chi thiên cái này khí thế để lục áp lý tĩnh kim ninh bao gồm ba vạn thiên thần ba ngàn Phật đà, thần sắc cũng vì đó một biến. Phía trước dược sư tôn vương Phật, sắc mặt sát na ở giữa cũng biến đến có chút khó coi. Hỏa vân động hoàng đế, thế nào hội tới đây? Mà tại thiên đình bên trong, không ít nhân tộc cùng yêu tộc ra đời chi sinh linh, đều lần lượt hướng phía trước quỳ bái. Bái kiến đại vũ điện hạ. Thần mấy người khấu kiến vũ đế. Ngày xưa, tại vu yêu cùng phong thần ở giữa thời kỳ, kỳ thực cũng là một mảnh hỗn loạn thời đại. Không có yêu đình, nhân tộc cuộc khởi nhưng mà còn có tàn dư vu tộc từ u minh địa phủ bên trong leo ra liều lĩnh đồ sát thế gian sinh linh bọn hắn cực kỳ điên cuồng gặp người liền giết tàn bạo ngược sát hết thảy thuần túy là một đám người điên mà tam hoàng ngũ đế liền tại thời điểm này dẫn đầu nhân tộc yêu tộc cùng với hồng hoang chúng sinh chống cự vu tộc quay trở lại thế lực không chỉ như đây vu yêu đánh nát vùng thế giới kia cũng gặp đến trọng thương đương thời không chỉ là trời sập liền đại địa cũng phá toái không chịu nổi nữ hoa bổ thiên nhưng mà đại địa lại không có thánh nhân bù đắp, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại cộng công giận chạm bất chu sơn về sau, thiên trụ bẻ gãy, đại địa luân hãm, vô số sinh linh đều sa vào các chủng khủng bố tai họa bên trong. Như không phải tam hoàng ngũ đế dẫn dắt nhân tộc trấn áp vô họa, quản lý đại địa tổn hại, đất bên trên sinh cơ đã tuyệt. Cho nên tại gặp đến vũ đế, thiên đình bên trong vô số kinh lịch qua đoạn thời gian kia thần tiên đều lần lượt lễ bái. Trầm mặt giây phút, Lý Tĩnh cũng là quỳ xuống đất bái kiến hắn mặc dù không có kinh lịch qua kia đoạn diệt thế cảnh vật, nhưng mà thân vị nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế tinh đồn, hắn đồng dạng mưa dầm thấm đất. Vì vậy mà đối cái này vị nhân tộc đại đế, kính trọng không ngớt. Chương 227, như gặp Thanh Sơn, thường. Đối với Vũ Đế công tích, thế nhân đều là biết, lúc đó Hồng Hoang đại địa phá toái sau đó, Hồng Thủy thao thiên, sinh linh đồ tháng, Tam Hoàng Ngũ Đế dẫn đầu nhân tộc trảm yêu trừ ma, bình định tứ hải, đối hậu thế sinh linh tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Hỏa Vân động chư vị nhân hoàng, đều là sở hữu to lớn công đức, không một cái ngoại lệ đều có thành thánh chi cơ, như có kia một tia hồng mông tử khí, Hồng Hoang sợ rằng muốn nhiều ra mấy tôn thánh nhân. Bất quá là không ảnh hưởng Hồng Hoang cách cục, tại chư thánh tranh phong, lại tạo hảo kiếp, bọn hắn lựa chọn ẩn lui hỏa vân động, không lại xuất thế lần nữa. Nhưng mà cái này không phải đại biểu, bọn hắn đối nhân tộc nhận đến áp bách sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhân tộc ban đầu còn có Nhân Hoàng có thể dùng cùng Thiên Đình đối kháng, chỉ cần Nhân Hoàng tại thế, Thiên Đình liền không khả năng làm lớn mạnh địa sở hữu nhân tộc mạng vận chung quy là do chính nhân tộc trưởng khống. Lại bởi vì đế tân tàn bạo vô đạo, bị thiên đình Phật môn cùng người sĩ nhị giáo bắt đến sơ hở, phế bỏ nhân hoàng chi vị. Yêu tộc càng là bị trấn áp xuống, không thời gian xoay sở. Hiện nay hồng hoang thiên địa, đã đừng thiên đình cùng Phật môn chia cắt, mưu lợi vô số. Hỏa vân động tam hoàng ngũ đế tuân theo cổ ước, không có ngăn lại, suy cho cùng đế tân họa loạn hồng hoang, mới khiến phong thần chi loạn, buộc lòng ăn xuống. Trên thực tế phong thần đại chiến, Tam Hoàng Ngũ Đế từng ra tay trợ giúp Vũ Vương phạt trụ, hy vọng Vũ Vương thay thế thành vì tân nhân hoàng, dẫn dắt nhân tộc đi hướng phồn vinh hưng thịnh. Làm gì được Vũ Vương lại muốn mình lợi, thành chư thiên thần Phật người phát ngôn, không chỉ tự phế nhân hoàng, còn chủ động hạ thấp thành con của trời, đem nhân tộc toàn thể vận mệnh chấp tay để cùng thiên đình cùng Phật môn, mới dẫn đến nhân đạo tiêu điều. Hiện nay nhân đạo thật vất vả đốt lên tân sinh ngọn lửa, Vũ Đế như thế nào lại trơ mắt nhìn lấy nó dập tắt. Vũ Đế, các ngươi hỏa vân động chư vị nhân hoàng không phải hẳn là tuân theo cổ ước, không được tự tiện rời đi. Cũng không được tự tiện can thiệp tam giới xu thế, kết quả ngươi không chỉ xuất thế, còn làm dự Phật môn cùng thiên đình bảo hộ thiên đạo trật tự, ngươi sao dám như này. Dược sư Tôn Vương Phật lập tức cho vũ đế chụp mũ lớn, trực tiếp chỉ trích vũ đế can thiệp thiên đạo đại thế, phá hư hồng hoang cổ ước. Hai cái mũ úp xuống, vũ đế lại không chút hoang mang. Hắn có thể tới đây, liền sớm liền dự đoán đến dược sư sẽ nói cái gì. Lý tĩnh, dược sư. Các ngươi thiên đình cùng Phật môn bóc lục nhân loại mấy ngàn vạn năm, nô dịch yêu tộc, qua đến là thực quá tư nhuận, nhưng mà đừng muốn đem tam giới xem là các ngươi thiên đình cùng Phật môn hậu hoa viên. Hiện tại nhân tộc có cái cuộc khởi đầu mối, các ngươi liền muốn đoạn nhân tộc đường sống. Các ngươi xem là chúng ta mấy người không biết. Hôm nay ta đến đây, chỉ làm ba kiện sự tình, công bằng, công bằng, còn là công bằng. Chỉ cần trên trời thần Phật có thể nhìn thư, nhân tộc cùng yêu tộc liền có đồng dạng quyền lực. Hôm nay ta liền tỏa trấn chỗ này, tùy các ngươi thế nào đánh tới, cái này thái hư thiên, ta bảo đảm cái này gặp đến vũ đế không tính toán rời đi lý tĩnh mặt lộ vẻ cười khổ hắn là nhân tộc đối tam hoàng ngũ đế đều mang sùng kính chi tâm liền tính là thần tiên trên trời cũng không khả năng bỏ đi gốc gác cho nên kẹp ở nhân tộc đại nghĩa cùng thiên đình lợi ích bên trong lý tĩnh hai đầu không phải người thật là ứng kia câu chuyện xưa từ cổ trung hiếu khó lưỡng toàn đến một bước này lý tĩnh đã không có quyền phát ngôn gì chỉ có thể nhìn phật môn thế nào đi đối dược sư tôn vương phật đến nói cũng hiển thị rõ đau đầu cái này vũ đế tính khí có thể không bằng mấy vị khác tam hoàng ngũ đế rất cứng nhắc là tam hoàng ngũ đế bên trong bình dân nhất tồn tại lúc đó có thể vác lấy quốc cùng nhân tộc cùng yêu tộc đồng thời đem cửu châu đại địa hồng thủy quản lý đồng thời cũng là ba lần qua cửa nhà mà không vào lan nhân thay lời khác đến nói hắn nhận cái lý lẽ cứng nhắc không giống cái khác nhân hoàng một dạng còn có thể lưu tình vũ đế việt đã quyết định liền không có qua về đạo lý nhưng mà muốn bọn hắn phật môn liền rút lui như vậy đi kia thật là muốn nhiều mất mặt có nhiều mất mặt, hơn nữa đoạt lại, đại thánh truyện, công tác cũng phải liền này coi như thôi. Cho nên dược sư tôn vương Phật lúc này cũng là tiếng thối lưỡng nan. Mắt thấy song phương liền cái này dằn co. Lục áp thở dài một hơi, này sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn hay là nên làm cái gì thì làm cái đó, lập tức hướng vũ đế chấp tay, liền hạ thái hư thiên, đi tìm lục nha đi. Lục áp trực tiếp đi xuống thái hư thiên, nội tâm không chỉ trầm tư. Hắn tại trên người nữ nhi ký tồn một đạo miệng lớn kim diễm, một đến có thể giữ gìn nàng an toàn, hai đến có thể truy tung định vị. Ai biết nha đầu ngốc này vậy mà chạy đến cái này loại địa phương đến. Thật là làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này vị chu sư, một đường bay tới hắn cũng có nghe thấy. Này người thần thông quảng đại, lấy một bản Đại Thánh truyện cực liền để thiên đình cùng Phật môn sợ hãi vạn phần, càng là giáo hóa nhân tộc cùng yêu tộc, có thể nói là chân chính đại thần thông giả. Như nhân vật này như nói Lục Áp không hiếu kỳ, kia cũng là giả. Hắn hạ Thái hư thiên xa xa liền gặp đến cường thịnh hừng hực công đức kim quang phổ chiếu cả cái thái hư thiên đem to lớn không gian giữ gìn ngoại giới hết thảy ồn ào náo động cùng phân tranh đều bị chặn lại cái này bên trong mới là nhân gian duy nhất cõi yên vui là chúng sinh ký thác tinh thần chi thật thật mạnh công đức lực lượng lục áp chấn động hắn lúc đó nhúng tay phong thần lượng kiếp vì thu hoạch đến mấy phần công đức lực lượng lúc đó thượng cổ tam tộc quấy lên long hán lượng kiếp khiến hồng hoang phủ đầy nghiệp chướng cùng sát khí lượng kiếp chấm dứt phía sau tam tộc đều nhận đến cực kỳ khủng bố thiên đạo trừng phạt không chỉ bị suy yếu gốc cát cùng huyết mạch chi lực còn phạt bọn hắn tam tộc bị hạn chế tại nghèo nàn chỗ trong đó long tộc trấn thủ tứ hải phượng tộc trấn thủ nam minh bất diệt hỏa sơn mà kỳ lân lâm nguy trung châu chỗ mà tam túc kim ô cùng vu tộc chọc lên phong thần đại chiến trên thực tế cũng gọi đến thiên đạo trừng phạt hai kia liền là tam túc kim ô nhất tộc hậu duệ hóa hình cực kỳ khốn khó như hắn nữ nhi lục nha thẳng đến hiện tại đều không thể hóa thành tiên thiên đạo thể bất đắc dĩ phía dưới. Lục ác cái này mới đi vào lượng kiếp bên trong, vì nữ nhi cầu đến công đức lực lượng, giúp đỡ hóa hình. Thiên đạo trừng phạt, trên bản chất liền là một chủng tiên thiên cấm chế, tại tiên thiên linh bảo bên trên cấm chế có dị khúc đồng công chi chỗ. Vì đó dùng công đức tắm, có thể rửa sạch thân bên trên thiên đạo giam cầm, mới có thể hóa hình. Đáng tiếc lục ác tại phong thần đại chiến được đến công đức lực lượng cũng không tính quá nhiều, miễn cưỡng có thể để lục nha hóa hình, điều kiện tiên quyết là nàng tu vi đến đi theo chỉ bất quá nàng chưa kịp đạp vào có thể dùng hóa hình giai đoạn cái này nha đầu liền tự tác chủ trương chạy tới hạ giới còn chính cốt đụng tới lượng kiếp nhìn đến trước mắt như này cũng bố công đức lực lượng lục áp cũng là triệt để chấn động hắn chưa từng thấy qua có người có thể sở hữu như này cường thịnh công đức kim ánh sáng cuối cùng muốn làm nhiều ít người tốt chuyện tốt giáo hóa nhiều ít sinh linh tài năng mua lấy như này mênh mông công đức lực lượng quả thực để hắn không cách nào tưởng tượng lục áp tiền bối chương hai trăm hai mươi tám như gặp thanh sơn hạ nhìn đến lục áp từ thiên một bên bay tới dương tiễn đứng dậy hướng lục áp thật sâu cúi đầu lúc đó phong thần một chiến lục áp là hắn tiền bối lúc đó liền triệu công minh cái này dạng đại thần đều bại tại lục áp tay bên trên này người thần thông dương tiễn khó dùng khẳng định chỉ biết dù cho chính mình tu thành đại la kim tiên cũng tuyệt không khả năng là tiền bối đối thủ dương tiễn tiểu hữu không có nghĩ đến ngươi cũng ở đây lục áp cảm thấy ngạc nhiên khẽ gật đầu nói không sai Dương Tiễn gọn gàng nói, ban đầu có công vụ tại thân, chính tốt gặp gỡ chu sư giảng đạo, liền nghe đầy đủ. Hắn xem là dùng lục áp cái này dạng tuyệt thế đại năng, tam giới nội ngoại không có bọn hắn không biết đến sự tình, hẳn là biết rõ chu sư gốc cát. Nhưng mà nghe đến Dương truyền lời lục áp càng là kinh ngạc, cái này chu sư, đến tột cùng là cái gì người? Liền tiền bối cũng không biết. Dương Tiễn khẽ giật mình, không khỏi hỏi. Ta cũng không biết. Lục áp không có lắp bức thói quen, biết thì là biết, không biết thì là không biết, lập tức lắc đầu tỏ rõ chính mình cũng không nhận thức cái này vị chu sư hắn nói tiếp bất quá này người thần thông chi quảng đại sợ rằng càng tại ta phía trên truyền đạo tam giới bố cục hồng hoang cái này các loại đại thủ bút thật có khoáng cổ tuyệt thế chi năng dương tiễn gật gật đầu không nói thêm gì liền lục ác tiền bối đều phán như thế này đoạn nghĩ đến sẽ không có giả nhẹ thở dài một tiếng lục ác đạo nhân hướng phía trước bay đi không quản thế nào dạng cho dù đối phương công phu sư tử ngoạn hắn cũng muốn nhịn đau đem nữ nhi mang về nhà hướng trước bay ra một khoảng cách, rốt cuộc nhìn rõ phía trước bộ mặt. Chỉ gặp có mấy vạn yêu tộc, đồng thời đứng thẳng, từng cái tinh thần phấn chấn, có long hổ chi tướng, ánh mắt đều vô cùng sùng kính nhìn về phía đài cao phía trên. Tại khi nơi đài cao, là một vị khí độ to lớn, ôn nhuận thân thiện nam tử, trong lúc giơ tay nhất chân giống như có một cổ trung chuyển hoàng vũ cùng chu thiên tinh thần lực. Quanh người hắn vì kim quang bao phủ, là như đại nhật huy hoàng, càng phụ trợ hắn uy thế bàn bạc, giống như một đời đế hoàng. Cảnh tượng như vậy. Cảnh tượng như vậy lục áp thân thể đột nhiên rung lên, miệng bên trong thì thào nói gì đó. Khi là hắn ký ức chỗ sâu hình ảnh. Hắn nhỏ bé lên, từng trên thái dương tinh gặp qua một lần. Vẹn vẹn chỉ là một mặt, lại để hắn ký ức mới mẻ. Lúc đó hắn cùng chư vị huynh đệ tỉ muội lén lút xuống hồng hoang, tại hạ giới, có đại vu cầm trong tay công cung, đem hắn sư huynh đệ từng cái toàn bộ tàn nhẫn bắn. Chỉ có hắn, may mắn thoát khỏi tai nạn. Mà lúc đó hắn phụ hoàng long nhan đại nộ, gần như không chút do dự, liền nghiêm túc ức vạn yêu tộc tại Thái Dương Tinh bên trên. Còn chỗ tại tuổi nhỏ lúc hắn, gặp đến kia tuyệt thế một màn. Đến không hết yêu tộc, trải rộng Thái Dương Tinh bên trên, thiên quân vạn mã đều không đủ dùng miêu tả, bọn hắn từng cái dũng mãnh thiện chiến, bàn bạc khí tức hướng thẳng thiên. Phụ hoàng vĩ ngạn thân thể đứng vững vàng trên phù tang một, giơ tay ở giữa vạn yêu chỉnh tề đồng dạng, đối thiên nộ hống, thanh âm chấn vỡ sao trời hoàng vũ. Có yêu tộc nhất bi lên trước, kia là yêu tộc thất sát bi, hắn bất ngờ tuyên khắc lấy bảy cái bắt mắt huyết tinh chữ lớn. Dết. 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 Lập tức chúng yêu cùng rống, tiếng dết rung trời. Đồng thời có chu thiên tinh thần đại trận, bố trí ở không, chỉ gặp sao trời đấu chuyển, tức vạn khỏa đại tinh vẫn lạc, vạn đạo tinh hà từ cửu thiên rủ xuống, thương thiên lật đổ, đại địa tại khoảnh khắc ở giữa thương hải tan điền. Một đại yêu hoàng, liền cùng chúng tướng hạ thái dương tinh. Nhưng mà lục áp thẳng đến về sau, mới biết cuối cùng ý vị như thế nào khi là hắn cùng phụ hoàng một lần cuối. Hắn mới biết, cho dù là ôn tồn lễ độ yêu hoàng, khi biết nhi nữ bị vu tộc bắn chết lúc, cũng sẽ lộ ra hung hãn tàn bạo một mặt. Khi đạo ký ức dừng lại, thành lục áp đầu óc bên trong vĩnh hằng hình ảnh. Mà lúc này hôm nay, hắn thế mà tại cái này thái hư thiên gặp đến tương tự cảnh tượng. Cái này, đây quả thật là. Lục áp nhìn rõ phía trước vạn đạo kim quan bên trong thân ảnh, trố mắt không lời nói. Tiền bối, thế nào rồi? Gặp lục áp một mặt chấn động, Dương Tiễn nhẹ giọng hỏi. Không, không có gì. Lục áp lắc đầu nói. Cái này một màn thực tại quá chấn động, cùng lúc đó phụ hoàng phóng khoáng tự do bá khí cảnh vật, không có sai biệt. Nhưng mà tại tiểu bối trước mặt, lục áp cho dù lại thế nào bất khả tư nghị, cũng muốn duy trì cơ bản trấn định. Gặp đến lục áp đạo nhân cũng biểu lộ ra chấn động, Dương Tiễn nội tâm càng là tin tưởng vững chắc, chu sư tuyệt không phải người thường. Mà là cùng lục áp đạo nhân. Thậm chí so hắn còn cường đại tồn tại. Lục áp lắc đầu, đem đầu óc bên trong tái hiện hình ảnh dứt bỏ liền hạ thái hư thiên hướng đài từng bước một đi tới này lúc chu huyền chính đứng tại đài bên trên giải đáp lấy rất nhiều yêu tộc hoang mang có yêu tộc gặp đến chu huyền vẻ mặt ôn hòa gương mặt nhìn không được cuối thấp đầu không dám nhìn hướng hắn mặt cảm thấy này vì đại bất kính rất nhiều yêu tộc tự cho là đê tiện cảm thấy phía trước nam tử hoàng mỹ tới cực điểm là như thiên thần hạ phàm liền nhìn cũng không dám nhìn một mắt đối này chu huyền cũng rất bất đắc dĩ cái này thế giới yêu quái địa vị thực tại là quá thấp liền tính hắn tư thái thả đến rất thấp đám yêu quái cũng sẽ cảm thấy tự ti cái này là quan niệm vấn đề có người cho bọn hắn quán thâu yêu quái liền tính đê tiện cái này chủng không nhân đạo ý nghĩ mới để bọn hắn thói quen lắp từ nhỏ bé thiếu tự trọng chu huyền nghĩ là chỉ có thể chậm rãi thông qua giáo dục phương thức giao động bọn hắn loại quan niệm này nói cho bọn hắn người người sinh ra bình đẳng mới có thể một chút điểm cải biến cái này thế giới tại thái hư thiên truyền đạo có thể ảnh hưởng phạm vi chung quy có hạn, cho nên hắn muốn rời đi Thái Hư Thiên, truyền giáo bốn phương, như này mới có thể đem chúng sinh bình đẳng lý niệm truyền khắp đại địa phía trên. Chu sư, không biết ngài mắt bên trong yêu quái, đến tột cùng là thế nào dạng? Có yêu quái đi lên, thận trọng nói. Tại Chư Thiên thần Phật mắt bên trong, bọn hắn yêu quái là đến đê tiện nhất tồn tại, người người đều có thể đồ sát, người người đều có thể bóc lột, là hồng hoang tam đẳng tiện. Cho nên bọn hắn nghĩ biết rõ, Chu sư là như thế nào nhìn bọn hắn nghe đến cái này vấn đề, Chu Huyền biết rõ những này yêu quái rất để ý hắn đối yêu quái nhìn phát. Có thể dùng nói, hắn hiện tại là những này yêu quái nội tâm một đạo ánh sáng, vì đó hắn hồi đáp đối với yêu quái đến nói mười phần trọng yếu, mà sở hữu yêu quái mười phần quên quên, lại mười phần mong đợi nhìn về phía Chu Huyền. Như gặp Thanh Sơn, Chu Huyền chậm rãi mở miệng thân bên trên hiện ra vô cùng huyền diệu khí tức. Hắn thanh âm là như thần linh, lại mang lấy thiên nhiên nhu hòa cùng nhẹ nhõm, thư giãn lấy tâm tình của mọi người ta gặp thanh sơn nhiều tuấn tú liệu thanh sơn gặp ta đáp lại là ta gặp chúng sơn đều là cây cỏ chỉ có chúng sinh là thanh sơn không cần để ý người khác ánh mắt cũng không cần để ý người khác lời đồn đại chuyện vô căn cứ từ giờ phút này bắt đầu vì chính mình mà sống đi đều là tự tại chi thân làm đến đi thẳng ngồi thẳng vì cái gì cần thiết người khác xen vào chu huyền thật sâu nói hắn biết rõ cái này bên trong yêu quái phần lớn ra đời hèn mọn nhân cách cũng không phải hoàn toàn độc lập tự chủ bọn hắn quá khẩn trương quá mẫn cảm người khác mỗi tiếng nói cử động, đều có thể hỗn loạn tâm cảnh của bọn hắn, ảnh hưởng bọn hắn ý nghĩ. Cái này vấn đề, bất luận là tán dương còn là hạ thấp, đều không tốt. Đối cái này loại nhân cách mà nói, người khen hắn, hắn hội lân lân không kềm chế được, người biếm hắn, hắn hội thấp thỏm lo âu, mẫn cảm tới cực điểm, hoàn toàn vô pháp tiếp nhận. Cho nên, hắn không hy vọng chính mình đối yêu quái nhìn pháp, ảnh hưởng đến chính bọn hắn phán đoán. Hắn muốn nói cho khắp thiên hạ yêu quái, không vì người khác ánh mắt, mà là vì chính mình mà sống sát na ở giữa một vệt sáng hiển lộ vô cùng công đức lực lượng từng bước ngưng tụ thành một đạo kim luân tại chu huyền phía sau hiển hiện mà ra màu vàng quang mang chiếu rọi sở hữu yêu quái để bọn hắn tắm rửa tại quan huy bên trong chương 229, trước có bàn cổ sau có thiên chu sư còn tại bàn cổ phía trước thượng nguyện chúng sinh từ giờ phút này bắt đầu vì chính mình mà sống sát na ở giữa chu huyền thể nội có mênh mông kim quang hiện lên kia là công đức lực lượng cuồn cuộn không ngừng cũng sinh sôi không ngừng kim quang như ngưng, chiếu rọi bốn phương. Tắm rửa tại đạo kim quang này phía dưới, tất cả người đều cảm nhận được một chủng công đức viên mãn cảm giác. Bọn hắn không lại để ý chư thiên thần Phật lý niệm, không lại cho rằng chính mình là đê tiện tồn tại, bọn hắn là độc lập cá thể, là cái này duy nhất sinh mệnh, bọn hắn là độc nhất vô nhị sinh linh. Lúc này, bọn hắn hoàn toàn tự do, vì chính mình mà sống, không lại giới hạn tại thiên đình quy tắc. Kim quang chiếu rọi phía dưới. Cái này là công đức, mênh mông như là biển công đức. Thiên a, cái này. Cái này. Lục áp nhìn qua cái này giống như ung dương đại hải công đức, tắm rửa nơi đây, có lấy bị ấm áp bao khỏa cảm giác, cái này không phải chỉ là từ thân thể phương diện, cũng có tại phương diện tinh thần, dù cho trên thái dương tinh, cũng không có cái này chủng ấm áp ý cảnh. Như này mênh mông công đức hải dương, thật là chưa từng nghe thấy, thật là bình sinh ít thấy. Nơi xa dương tiễn cũng là chấn động ở trước mắt một màn, đột nhiên, hắn cảm thấy eo ở giữa kêu khẽ, khi công đức kim cái liền này bay ra, vẻn vẹn tại cực hắn ngắn mũi thời gian bên trong, công đức kim cái liền nháy mắt chứa đầy, mà lại gần như muốn tràn ra. Cái này, công đức kim cái, lại bị đựng đầy. Không dám tưởng tượng, quả thực là kỳ tích a. À. hao Hào thiên quyển mở to hai mắt nhìn, đại não nháy mắt dừng lại, nghĩ mãi mà không rõ phát sinh cái gì. Hắn đi theo dương tiễn đi nam sấm bắt, chém giết không ít thân mang nghiệp chướng đại yêu vương, thậm chí chết trên tay bọn hắn thái ớt kim tiên cấp bậc yêu vương cũng đạt đến mười mấy vị. Có thể cái này nhiều tội nghiệp gia thân yêu ma, cũng bất quá chiếm cứ công đức kim cái chỉnh thể dung lượng một phần trăm kim cái bên trong công đức nhìn đi lên liền giống là đổ xong trà sau cái ly bên trong còn sót lại một chút nước động nhưng mà cái này vẫn là bọn hắn ba tháng qua cố gắng thành quả không có nghĩ đến dương tiễn chỉ là tại thái hư thiên hơi hơi nghe đạo công đức kim cái liền tự động đựng đầy cái này thực sự để hắn không dám tưởng tượng có thể thấy cái kia vị yêu sư không nhân tộc thánh sư quanh thân công đức lực lượng nặng nề đến cái gì loại cấp độ nhị lan cái này công đức kim cái chứa đầy chúng ta mau mau lên trời đi cái này lần ngọc đế không lời nào để nói hao thiên quyển vội vàng nói chứa đầy cái này công đức kim cái có thể là nhị lan thần gần đây nguyện vọng lớn nhất cái này dạng hắn mới có thể hợp thiên đình điều lệ chế độ đem mẫu thân cứu ra bất quá nhị lan thần lại không có trực tiếp rời đi mà là nói ra không được cái này kim cái bên trong công đức là chu sư tặng như liền cái này rời đi ta tâm bất an tuy nói đại ân này đại đức không thể báo đáp, nhưng mà chí ít bái kiến chu sư, trước mặt cảm tạ mới là. Hào Thiên Quyển lắc đầu nói, nhị lan, ta minh bạch ngươi tâm ý, có thể ngươi muốn biết rõ thiên đình thiện dùng trò xảo quyệt, cái này công đức kim cái bên trong có không có ám môn, ngươi ta sao biết. Bọn hắn là dự đoán đến chúng ta không chứa đầy, mới giả ý hứa hẹn. Có thể một ngày biết rõ, bọn hắn định sứ quỷ kế, để cái này kim cái bên trong công đức trôi qua. Thừa dịp công đức chứa đầy, nhanh chóng báo lên, bằng không thiên đình có phản ứng, bọn hắn lặng lẽ làm thủ đoạn, ta các loại khó lòng phòng bị. Phải biết, thiên đình hố bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất. Nhất là dùng cái này chủng dây dư biện pháp, chờ ngươi sự tình đạt được phía sau, hắn nhất định có đổi ý, tại trong bóng tối chơi ngán chân gọi ngươi không hoàn thành, cái này lại không phải không khả năng sự tình. Nghe nói, nhị lan thần do dự giây phút. Rất nhanh hắn liền làm ra quyết định. Hắn hướng lấy chu huyền phương hướng, thật sâu thi lễ một cái. Đại ân không lời cảm tạ hết được theo sau hắn cái gì lời cũng không nói hắn biết rõ cái này sự tình kéo không được bằng không thiên đình đổi ý liền là giỏ trúc múc nước công giả tràng nghĩ đến chu sư cái này dạng đại nhân vật tặng này công đức cho hắn cũng là hy vọng hắn hoàn thành tâm nguyện của mình liền như chu sư nói từ giờ phút này bắt đầu vì chính mình mà sống nhị lang thần khuôn mặt một lần nữa hóa thành lạnh lùng dẫn hao thiên quyển hướng tam thập tam thiên bay đi hắn muốn ngược lại muốn nhìn nhìn hiện nay cái này kim cái bên trong công đức đã đầy thiên đình còn có cái gì lý do cự tuyệt liền tại nhị lan thần rời đi lúc lục ác nhìn qua phía trước kia đạo thân ảnh hắn nhìn đến vô số yêu tộc dùng một chủng gần như thành kính triều thánh tư thái nửa quỳ trên mặt đất chu sư hy vọng bọn hắn không quỳ thiên không quỳ địa chỉ vì chúng sinh khó khăn mà không lưng nhưng mà tại tràng yêu tộc mặt ngó chu huyền liền là dùng nửa quỳ tư thái đem tay đặt tại nơi ngực dùng run rẩy lại kiên quyết thanh âm tuân theo lấy chu sư lời nói cái này chủng cảnh tượng thật là đã lâu không gặp đến lục ác chỉ cảm thấy phía trước thân ảnh càng phát cao lớn vĩ ngạn, cùng hắn cái kia vị phụ thân thân ảnh, đều có chỗ giống nhau. Như là không phải yêu hoàng, cái này có người nào có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu quái đâu. Đương nhiên, chu sư khí chất, cùng hắn phụ thân còn là có chút khác biệt. Hắn phụ thân có một chủng uy áp thiên hạ hoàng giả bá khí, mà chu sư thân bên trên, thì nhiều bao nhiêu bao dung tứ hải lòng từ bi. Sau khi hít sâu một hơi, lục áp vui lòng phục tùng lên trước, bái kiến cái này vị để thiên đình cùng Phật môn cũng nhức đầu không ngớt vạn yêu chi sư. Nhìn lên trước mắt lão giả lên trước, Tông hùng quái, tiểu bạch long cùng lục nhĩ cũng không khỏi tự chủ tâm sinh cảnh giác. Bởi vì luôn cảm giác trên người người này, có chủng cùng cái khác người khí tức không giống bình thường. Bọn hắn chính muốn lên trước ngăn xuống, hỏi thăm một phiên. Ừm, ngươi cái này lão gia hỏa thế nào đến? Nhưng mà làm lục áp mang lấy vô cùng tôn kính tâm thái đi tới lúc, chu huyền trên bờ vai lục nha lại xù lông. Cha nàng, là thế nào biết rõ nàng trốn tại chỗ này? Cái này lão gia hỏa nhất định là dùng cái gì nàng không biết đến tay bẩn đoạn mà tông hùng quái sư huynh đệ thì gãi gãi đầu đều phản ứng qua đến cái này là lục phụ thân cũng là tam túc kim ô khó trách thân bên trên khí tức cùng cái khác yêu quái không cùng một dạng cái này vị là chân chính hồng hoang đại năng a bọn hắn một thời gian càng kéo căng tấm lục hung hãn phụ thân sẽ không là cảm thấy là sư phụ cướp đi hắn nữ nhi hiện tại chạy tới hơn sư vấn tội cho nên bọn hắn lên trước đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào đối phương không để lục áp lên trước một bước khụ khụ lục áp có điểm lúng túng xem ra chính mình không thế nào nhận chào đón a à. cái này lúc lại nghe được một cái ôn nhuận thanh âm mở miệng lục tử phụ thân đến rồi sao đến đến bỉ nhân liền là lục nha phụ thân lục áp gật đầu đáp sát theo đó liền nhìn thấy phía trước nam tử linh lên bả vai bên trên lục nha thả đến lòng bàn tay sau đó đưa đến trước mặt hắn cái này nha đầu nghịch ngợm là nghịch ngợm điểm nhưng mà phẩm tính không xấu làm cha mẹ cần thiết lưu ý thêm một lần hài tử hơi hơi chiếu cố một chút nàng tình cảm cha mẹ là hài tử tốt nhất lão sư bình thường lại gấp cũng phải lưu chút thời gian hầu ở hài tử thân một bên các ngươi muốn dùng chính mình nhân cách mị lực phải làm hài tử gương mẫu như là cha mẹ đều tùy tiện hài tử làm sao có thể học tốt đâu mặc dù chu sư ngữ khí rất bình thản ôn hòa nhưng mà câu câu đều giống như thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt xuyên thẳng ngực để lục ác cảm thấy mười phần xấu hổ hắn xác thực không có làm hảo phụ thân chức vị cho nên có chút chột dạ hắn chỉ có thể giống cái học sinh bình thường nghiêm túc nghe theo chu huyền thuyết giáo thỉnh thoảng gật đầu không có nửa điểm trả lời ý tứ cái này một màn, nhìn đến chung quanh yêu quái đều cảm thấy mười phần có cảm giác vui mừng. Đường đường đại nhật kim ô nhất tộc, lại bị chu sư làm cái học sinh đến phê bình. Thực tại là, không biết rõ nên thế nào đánh giá. Chương 230, trước có bàn cổ sau có thiên, chu sư còn tại bàn cổ phía trước, hạ. Như là là phong thần thời kỳ những kia thần tiên, như là gặp đến lục áp hiện nay cái này bức ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, sợ là hội hoài nghi người sinh. Lục áp đạo nhân, tại phong thần có thể là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tồn tại, cùng bất kỳ cái gì người giao thủ đều không có ăn thiệt thòi, hắn muốn đi, gần như bất kỳ cái gì người đều ngăn không được hắn, có thể nói là thoải mái tột cùng. Liên tiệp giáo ngoại môn thân truyền triệu công minh, đều bị hắn dùng đinh đầu thất tiễn thư chém giết. Kỳ thực lực cường hãn, tam giới bên trong hiếm có địch thủ. Nhưng mà bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, hiện tại lục áp bị người phê bình, lại cúi đầu, liền trả lời đều không dám. Cái này cùng lúc đó tung hoành ngang dọc phong thần lục áp đạo nhân, thật là cùng một người. Sau cùng, Chu Huyền bổ sung một câu, ngươi đem nàng mang về phía sau, hảo hảo dạy nàng học tập, để nàng xem nhiều sách nhiều tập viết nghiên cứu học vấn, không muốn lại để cho nàng chạy loạn, bên ngoài còn là rất nguy hiểm. Cái này tiểu nha đầu rõ ràng thông minh lanh lợi, lại giúp đặt cán mai, đại khái là kiều sinh quán dưỡng, mới không hảo hảo học tập, Chu Huyền không khỏi lại dặn dò một phiên, để cái này vị lão phụ thân đem hài tử mang về sau hảo hảo quản giáo, nếu không thật muốn thành vì một cái mù chữ. Từ Chu Huyền tay bên trong tiếp qua Lục Nha, Lục Ác vội vã hồi ứng, là là chu sư lời nói bị nhân hội hảo hảo ghi nhớ tại tâm không ta mới không muốn cùng ngươi cái này tao lão đầu tử trở về lục nha tại chu huyền tay bên trong còn yên lặng nhưng mà bị chuyển giao đến lục ác bàn tay nàng liền bắt đầu giằng co nàng mới không muốn cùng chính mình cha về nhà đợi nàng về đến nhà chỉ sợ lại muốn bị giam lại không biết muốn bao nhiêu năm tài năng rời đi thái dương tinh hạ giới đi chơi cho nên nàng tự nhiên là không tình nguyện lục nha ngươi không trở về nhà ta có thể muốn phạt ngươi chết đạn chỉ già thiên Chu Huyền ngữ khí nặng mấy phần, đối Lục Nha nói. Một nghe cái này lời nói, Lục Áp chấn động trong lòng. Đạn chỉ già thiên. Đây đại khái là Chu Sư lấy danh tác đi. Cùng phía trước nghe đại thánh truyện một cái tính chất. Một bản nghe đại thánh truyện liền có thể dẫn tới tam giới banh động, cái này bản nghe đạn chỉ già thiên, nghe lên đến hoàn toàn không thua bởi đại thánh truyện ca. Không có nghĩ đến loại thư tịch này, tại thái hư thiên còn không chỉ một bản. Lục áp nội tâm thế nào sẽ không chấn động mà nha đầu ngốc này như là có thể tu thành cái này bên trong thần thông chỉ sợ thành tựu tương lai sẽ không thua hắn hắn đột nhiên không muốn mang đi nữ nhi còn là để nàng nhiều tại thái hư thiên chép mấy năm thư lại nói lại thêm nhìn lục nha tại chu sư tay nghe được lời bộ dáng lường trước chu sư là có thể kềm chế được cái này nha đầu chỉ đợi học thành trở về cái này nha đầu đừng nói thành vì đại thánh liền là thành vì một đại yêu hoàng cũng không phải không khả năng đạn chỉ già thiên đạn chỉ già thiên a cuối cùng là thế nào dạng khủng bố vĩ lực Lúc đó có người truyền xướng nói hắn lục áp còn tại bàn cổ trước, nói hắn thực lực sau so bàn cổ còn khủng bố, kia đương nhiên là tại nói nhảm, nhưng mà lục áp cảm thấy, chu sư mới phù hợp kia câu lời nói miêu tả. Nhưng mà lục nha lại toàn thân run rẩy một phiên, chút nào vang lên cực kỳ đáng sợ sự tình, thế là nàng liền gấp đem đầu lắc cùng đánh lãng cổ đồng dạng, tuyệt đối nói ra, chép sách. Khi ta còn không bằng về nhà. Lục áp im lặng, nội tâm chỉ nói đáng tiếc, thiên đại cơ duyên để tại chính mình nữ nhi trước mặt, cái này xuẩn nha đầu thế mà hào không trân quý. Chu Huyền cũng gật gật đầu, cười nói, tốt, ngươi trước theo ngươi phụ thân trở về đi, lúc nào ngươi nếu là muốn tới chơi, tùy thời đều có thể dùng. Đừng đừng, ta sợ ngươi bắt ta chép sách, phía sau cũng không tới. Lục Nha ngênh ngang nói, theo sau nhảy lên lục áp bả vai, ngươi tại sao còn chưa đi? Lục áp hít sâu một hơi, hướng Chu Huyền chắp tay, cái này mới di chuyển rời đi. Chu Huyền khẽ gật đầu, lục tử phụ thân đến chính là thời điểm, tiếp xuống đến hắn muốn bơi thăm cái này thế giới mỗi một góc cảm giác cái này thế giới bộ mặt, nếu là mang một con chim, đường bên trên ít nhiều có chút không thuận tiện. Suy cho cùng cái này lục sảnh, ăn xong thật nhiều. Sau đó, đối với yêu quái nói lên vấn đề, Chu Huyền cũng rất nhanh cấp cho giải đáp. Theo sau hắn gọi tới tông hùng quái tam yêu, chậm rãi nói, vi sư chẳng bao lâu nữa, liền muốn đi các nơi du lịch, học vấn không phải chết, muốn nhận rõ cái này thế giới, cần thiết bản thân đi nhân gian du lịch mới có thể thể ngộ ra tân đồ vật. Sư phụ muốn rời đi thái hư thiên rồi sao? Tông hùng quái kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi nói chu huyền không nói chỉ là nhẹ nhẹ gật đầu sư phụ muốn đuổi chúng ta đi sao lục nhĩ có chút ủ rũ hắn vừa mới bái sư hơn một năm cảm giác còn có rất nhiều thứ không có học kết quả lão sư liền muốn rời khỏi cái này để hắn sao có thể không nhục chí hắn cảm giác chính mình cự ly tốt nghiệp kém đến rất rất xa mà lại hắn thân mang ước hẹn ba năm hiện tại đã đi qua hơn hai năm còn lại không đến một năm thời gian không có sư phụ hắn sao có thể chiến thắng tôn ngộ không Lục Nhĩ, ngươi cũng biết rõ sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân đạo lý, chính cái gọi là núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy, biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công, ngươi việc học còn xa chưa hoàn thành. Vi sư tại gian phòng bên trong còn lưu lại không ít thư, những kia đều là lưu cho ngươi một cái người, ngươi hảo hảo học tập, những này thư bên trong tri thức, ngươi nếu có thể học được, tất thành đại khí. Chu Huyền cũng không phải là cho Lục Nhĩ vẽ bánh nướng, chỉ cần hắn nhìn gian phòng bên trong cho hắn lưu thư, hắn liền hội sáng tỏ thông suốt những kia thư, đủ hắn chín năm giáo dục bắt buộc. Vâng, sư phụ, đệ tử hội hảo hảo cố gắng. Lục nhĩ nội tâm âm thầm hạ thở ra một hơi, sư phụ lưu cho hắn thư, tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần học được những này quyển sách bên trong nội dung, liền sẽ không so linh minh thạch hầu kém bao nhiêu, vô long tâm pháp chí cao áo nghĩa, liền là học tri thức càng càng thâm ảo, cái này môn tâm pháp ẩn chứa lực lượng liền càng phát khủng bố. Đem sư phụ lưu cho hắn thư bên trong tri thức học thông, chiến thắng linh minh thạch hầu chỉ ở chớp mắt hắn nội tâm tin chắc cái này một chút. Tiểu Bạch Long ta đã nói với hắn, Hùng Bá, ngươi thế nào nghĩ? Chu Huyền hỏi bên cạnh cái kia ngơ ngác đứng lấy Hùng Quái. Tiểu Bạch Long là muốn cùng hắn, đến mức cái này đầu tông Hùng Quái, phải nhìn hắn ý nghĩ. Tổng không khả năng quan tâm đuổi hắn đi, nhưng mà cái này lần đường bên trên, Chu Huyền không muốn mang quá nhiều đệ tử. Một thân nhẹ, mới có thể đi xa. Hắc hắc. Đệ tử đương nhiên nghĩ đi theo sư phụ, làm gì được ta lão Hùng cùng sư phụ nhiều năm như vậy, bản sự cũng có, sư phụ cũng nói xem vạn quyển thư, không bằng đi vạn dặm đường, ta vẽ già nua cũng muốn xông xáo một phiên, đánh ra cái thanh danh tới. Tông hùng quái gãi gãi đầu, hắc hắc cười khúc khích. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đi theo sư phụ. Nhưng mà hắn nghĩ nghĩ, chính mình từ sư phụ cái này bên trong học không ít, lại từ bồ đề lão tổ chỗ kia tu đến thần thông. Nhiều như vậy đạo pháp, hắn tiêu hóa cũng không hoàn toàn tiêu hóa xong, không bằng rời đi sư phụ thân một bên, bốn phía sông sáo một phiên lại nói. Hắn lúc đó tại thái hư thiên căn nhà nhỏ bé quá lâu, đối ngoại một bên thế giới hiểu kỳ thực cũng không tính nhiều. Lớn như vậy thế giới, hắn chỉ biết một góc của băng sơn, lại có chút đáng tiếc. Lúc đó hắn tu vi yếu, chỉ sợ tại sông sáo thời điểm liền bị các lộ đại yêu bắt đi, hầm một nồi nước ăn, đừng nói đến cái khác bộ châu đi dạo liền là cái này Tây Hải vực đều đi ra không được. Hiện tại hắn tu thành kim tiên, kia thì sợ gì? Cho nên càng nghĩ, hắn nhất định rời đi Thái Hư Thiên, đi chính mình chưa từng đi qua địa phương nhìn nhìn.